Phật ba thân nhân thế họ tìm, trăm ngàn muôn kiếp đau điên, vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể thiền đường hội chúng, hôm nay chúng ta có đủ phúc duyên lành được gặp nhau tại đạo tràng chùa Long Hương để chúng ta bắt đầu học bản kinh Lăng Nghiêm. Bản kinh Lăng Nghiêm này nó là một bản kinh hết sức quan trọng đối với giới tu sĩ Đại Thừa. Tức là những người tu học theo Đại Thừa thì gần như các vị đều lấy bản kinh này làm nền tảng cho công phu tu hành của mình, từ lúc mới đi vào công phu cho tới khi chứng được đạo quả. Thì những cái lối lý luận trong kinh Lăng Nghiêm đều giảng dạy rất kỹ. Nếu một hành giả nào muốn tu theo đạo Phật từ căn bản ban đầu, để hiểu biết về tâm của mình, để biết được cái sự vướng mắc của mình là từ đâu, rồi Đức Phật chỉ cái cách tháo gỡ, và trong đó có một số phương pháp tu hành theo kinh Lăng Nghiêm, thì chọn lựa những cái pháp tu căn bản
và cuối cùng thì đã chọn được cái pháp nhĩ căn viên thông. Rồi đồng thời Đức Phật cũng chỉ dạy cho cái bản giác, cái thủy giác của chúng ta. Trên căn bản thì trong toàn bộ quyển Kinh Lăng Nghiêm này, Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta thấy rõ tâm mình là cái gì, ở đâu ra sao, rồi muốn nhận nó phải như thế nào, rồi cái căn bản sanh tử là cái gì, và cái căn bản niết bàn từ đâu. Muốn đạt được căn bản sanh tử, muốn đạt được căn bản niết bàn thì chúng ta nhìn rõ cái rút mắt của mình từ cái vị trí nào, và phải tháo từ rút mắt nào để đạt tới cảnh giới gì, thì gần như Kinh Lăng Nghiêm đã chỉ rất là rõ. Do vậy đối với tất cả những người đã có công phu theo tinh thần Kinh Điển Đại Thừa thì các vị đều rất là xem trọng quyển Kinh Lăng Nghiêm này. Tất cả Phật tử chúng ta cũng vậy, người nào mà có một chút công phu chuyên môn thì đều rất là quý bản Kinh Lăng Nghiêm và xem đây là một bản kinh gói đầu nằm. Chúng ta ở tại đất nước Việt Nam chúng ta thì đã được dịch ra tiếng Việt rất là nhiều. Cái thời mà trước Ngài Trí Khả Đại Sư á, chúng ta thấy bản Kinh Lăng Nghiêm, Ngài Trí Khả Đại Sư nghe nói bản Kinh Lăng Nghiêm rất là có giá trị, Ngài hướng tâm về Tây Trúc để Ngài đảnh lễ cầu thỉnh bản Kinh Lăng Nghiêm ra đời. Nhưng mà đến 100 năm sau, ở Trung Thiên Trúc, Ngài Bát Thích Mật Đế khi đã nhận được cái giá trị của bản kinh này rồi, nhưng mà lúc đó ở Thiên Trúc coi như là một bảo vật của quốc gia, cho nên không được quyền lưu truyền ra ngoài. Lúc đó họ bảo vệ bản Kinh Lăng Nghiêm là không có cách nào để có thể đem văn tự chữ nghĩa Kinh của Lăng Nghiêm qua khỏi ranh giới của đất nước Thiên Trúc. Như vậy là Ngài Bát Thích Mật Đế mới sử dụng một cái loại vải rất mỏng viết quyển Kinh Lăng Nghiêm, xong rồi bọc lại, chẻ cái đùi mình, nhét quyển Kinh Lăng Nghiêm, bắt đầu đi sang Trung Quốc. Như vậy là chúng ta mới có được cái duyên lành học, chứ nếu như nó là một bảo vật của Trung Thiên Trúc thời bấy giờ. Vì vậy chúng ta thấy là bản kinh rất là quý giá, mà lúc đó là những vị chính quyền ở Thiên Trúc giữ lại không cho lưu hành ở trong nhân gian, chỉ dĩ dành riêng làm bảo vật của quốc gia thôi. Nhưng Ngài Bát Thích Mật Đế, Ngài rất là quý bản kinh này và Ngài thấy cần trở nên truyền bá rộng rãi. Chúng ta thấy một cái hành động để truyền pháp mà từ xưa giờ chưa từng có trong lịch sử của tất cả các bản kinh khác. Ngày chúng ta thấy là cái thời đó thì chúng tôi nghĩ là chắc cũng không có thuốc tê thuốc gì không. Ngài viết trong một quyển, trong một miếng giấy lụa rất mỏng của Thiên Trúc ngày xưa, lụa gì tôi không nhớ tên, nhưng mà nó rất là mỏng. Viết xong bản kinh rồi á, Ngài cuộn để cho đừng có bị thấm máu của mình, xong rồi chẻ cái đùi của mình, nhét quyển kinh cho trọng mai lại, mặc đồ của tăng sĩ, bắt đầu xuống thuyền vượt biển đi. Thì người ta kiểm soát trên thuyền không có gì hết, nhưng mà trong người của Ngài có bản kinh. Và khi qua tới Trung Quốc á, thì được một vị quan, một vị thừa tướng rước vào phủ, và Ngài bắt đầu trình bày cái việc mà Ngài muốn truyền quyển Kinh Lăng Nghiêm ra, thì được các vị quan chấp nhận, và lúc đó bắt đầu ngồi lại để dịch ra tiếng Trung Quốc. Thì chúng ta thấy là cái giá trị kinh của Kinh Lăng Nghiêm từ cái khởi thủy mà đã có từ Trung ở Ấn Độ đã là một bản kinh gọi là cái bảo vật của quốc gia rồi. Thế mà được đưa ra ngoài thì cái ngày hôm nay mà chúng ta được đọc đến bản Kinh Lăng Nghiêm là do tâm hạnh của một vị Bồ Tát dám hy sinh thân mình, dám mổ thịt của mình mà nhét quyển kinh vào để mang đi, thì đây là một cái hành động truyền pháp rất hiếm có trong lịch sử Phật giáo cách đây mấy ngàn năm. Cho nên chúng ta thấy quyển Kinh Lăng Nghiêm rất là quý. Mà trong cái thời chư tổ của chúng ta thì cũng có rất là nhiều vị ở Trung Quốc đã từng đọc Kinh Lăng Nghiêm này mà được ngộ đạo. Ví dụ như cái ngày Quyền Sa Sư Bị là một trong những vị thiền sư nổi tiếng của Trung Hoa, thì ngày xưa cũng nhờ đọc quyển Kinh Lăng Nghiêm này mà được ngộ đạo. Rồi một số các vị thiền sư khác như thiền sư Linh Nham An cũng nhờ đọc quyển kinh này mà được ngộ đạo. Thiền sư Trường Thủy Truyền, rồi Trúc Am Khê, Hoàng Long Nam, Thiện Long An Vân,
tất cả những vị này đều nhờ đọc quyển Kinh Lăng Nghiêm mà được sáng đạo. Nên là chúng ta thấy là trong cái lối lý luận của Kinh Lăng Nghiêm rất là khúc chiết, mà cái nhìn của chúng tôi nó gần gần giống như một bản luận, gần giống một bản luận. Và hồi trước chúng tôi nói Kinh Pháp Hoa thì chúng tôi nói đây là một bản kinh mà giống như là lý giải những cái nghĩa sâu của Kinh Pháp Hoa. Tất cả những cái phẩm mà chúng ta đọc từ từ sau này chúng ta so sánh thì chúng ta thấy nó có một cái tương đồng với bản Kinh Pháp Hoa. Hay nói khác đi là bản Kinh Lăng Nghiêm giống như một sự giải thích cặn kẽ những cái ý cao vời vợi của Kinh Pháp Hoa, để cho các người học đạo tiếp nhận được từ Kinh Lăng Nghiêm này, để nhận được cái chân tâm, cũng như Kinh Pháp Hoa là nhận được cái Phật tri kiến, để rồi bắt đầu công phu tu hành mà phá vỡ được toàn vẹn cái thân năm uẩn này. Như trong Kinh Lăng Nghiêm thì phá ngũ ấm ma, còn Kinh Pháp Hoa thì từ cái phẩm mà Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự thì bắt đầu phá sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, tức là cũng phá được thân ngũ uẩn. Rồi những ví dụ trong Kinh Lăng Nghiêm nó cũng so sánh kè với Kinh Pháp Hoa từng phẩm như vậy. Cho nên sau khi chúng ta học Kinh Pháp Hoa mà chúng ta chưa nắm hết ý nghĩa của Kinh Pháp Hoa thì chúng ta học Kinh Lăng Nghiêm chúng ta sẽ hiểu. Mà khi chúng ta hiểu được Kinh Lăng Nghiêm rồi thì chúng ta sẽ hiểu được Kinh Pháp Hoa trở lại, không khó khăn. Cho nên chúng ta hôm nay có được đủ duyên lành, chúng ta được đọc được bản kinh này, do đã nhiều đời chư liệt vị tổ sư đã cực công, đã dày công mà chuyển lại cho tới bây giờ chúng ta có được cái duyên để chúng ta đọc. Chúng ta thấy là như hồi nãy nói Ngài Bát Thích Mật Đế là một trong những người mà truyền pháp chúng ta thấy không có, không có bất quá là chúng ta chịu khó tốn tiền, chúng ta mua băng, mua đĩa, mua kinh, tiền cỡ nào chúng ta cũng có thể lo được, nhưng mà xẻ thân mình để đem đi truyền pháp là chuyện đó rất là hiếm có trong đời này rồi. Cho nên quyển kinh rất là quý, chúng ta bắt đầu học quyển kinh này chúng ta phải dành hết những cái tâm lực của mình để chúng ta có thể nhận được cái ý chỉ thực mà Đức Phật đã chỉ trong bản kinh này. Có những người mà chưa có hiểu lắm về tâm của mình thì bây giờ khi học kinh này chúng ta hiểu, chúng ta thấy cái tâm mình nó nằm ở đâu, nó ra làm sao và muốn nhận nó như thế nào, thì trong này Đức Phật chỉ rất là cặn kẽ, khiến cho những người từ xưa giờ học kinh điển Đại Thừa muốn nhận tâm không biết nhận như thế nào, mà tâm mình như thế nào là giả, như thế nào là thật, mình nhận không ra. Như bản Kinh Lăng Nghiêm này Đức Phật dạy rất là rành rẽ cho chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta có cái duyên lành để được học bản kinh này thì chúng ta sẽ hiểu rất rõ về cái thân tâm của mình, hiểu rất rõ về đường lối tu hành, cái nhân địa để đạt được cái đạo quả Niết Bàn, cũng như cái nhân quả để đi vào con đường sanh tử, là chúng ta sẽ nắm rất là rõ. Và những cái mà để làm sao tháo gỡ được, để phá vỡ được cái sanh tử luân hồi này, Đức Phật cũng chỉ chúng ta rất là rõ. Những cái nào mà gọi là cái rút mắt để chúng ta phải dính trong dòng sanh tử luân hồi và phải tháo rút bằng cách nào thì Đức Phật chỉ rất là tường tận. Thì mong rằng đại chúng của chúng ta đã có được cái duyên mà được nghe tới bản kinh này, thì chúng ta hãy lắng lòng thanh tịnh để chúng ta tiếp nhận được cái ý chỉ sâu màu từ bản kinh này. Chúng tôi sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng của mình, nhưng không biết là cái thấy chúng tôi nó có được hết những cái gì mà Đức Phật đã nói trong kinh không, nhưng mà chúng tôi sẽ bằng tất cả khả năng của mình để chúng tôi triển khai được bằng tất cả những cái thấy biết để có thể chia sẻ với quý vị. Mong rằng qua cái chia sẻ ở trong bản kinh Lăng Nghiêm thì quý vị sẽ tiếp nhận được cái sự thật mà chư Phật chư Tổ muốn chỉ dạy, để chúng ta mới có thể tu tiến đúng với chánh pháp được. Cái bản kinh này nói cho đủ cái đề tài là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Cái Đại Phật Đảnh là muốn nói lên cái, ở trong kinh có một câu chuyện, có cái lúc ngày Mục Kiền Liên khi mà còn ở trong pháp hội của Đức Phật á, thì có nhiều lần Ngài muốn nhìn thấy cái đảnh môn của Đức Phật. Ngài sử dụng thần thông, Ngài cứ bay lên hoài, thì cái đảnh môn, thấy đảnh môn Đức Phật vẫn cao hoài, Ngài bay hoài, bay cho tới lạc tới một cái cảnh giới Đức Phật rất là xa. Thì lúc đó
Ngài đi trên cái miệng bát của một cái vị Bồ Tát ở trong cái cảnh giới đó. Thì vị Bồ Tát đó mới liền hỏi Đức Phật là: thưa Đức Thế Tôn, tại sao ở trong cái cõi giới chúng ta lại có một con sâu chống tích trượng đi trên miệng bát như thế này? Thì Đức Phật nói này, đây là cái vị Mục Kiền Liên, là vị đệ tử thần thông đệ nhất trong pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni từ cái cõi Ta Bà, vì muốn thấy cái đảnh tướng của Đức Như Lai mà vận thần thông bay lạc và tới bên đây. Người này muốn thân lớn thì thân lớn, muốn thân nhỏ thì thân nhỏ, nên Đức Phật dẫn thần thông, Đức Phật nói chuyện cho Ngài Mục Kiền Liên nghe, kêu Ngài Mục Kiền Liên biến ra cái thân lớn như thính chúng ở trong hội. Và lúc đó Đức Phật nói là cái đảnh môn của Đức Phật không ai có thể thấy được, trừ Phật với Phật mới có thể thấu hiểu cái đảnh môn của Đức Phật mà thôi. Lúc đó A Nan đã lạc qua rá xa của mấy cái thế giới khác, không biết đường về. Thì A Nan thiết tha muốn quay trở lại cõi Ta Bà này, nhưng mà không biết cách để về. Thì Đức Phật đó mới nói A Nan là: thôi ngươi hãy hướng về cõi Ta Bà, đảnh lễ cầu thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni á, phóng hào quang tới đây, thì ngươi nương hào quang đó mà bay về cõi Ta Bà. Thì lúc đó A Nan đảnh lễ hướng về cõi Ta Bà của chúng ta, đảnh lễ cầu thỉnh Đức Bổn Sư là: con vì do cái lỗi là muốn thấy được đảnh môn của Đức Phật cho nên con dẫn thần thông con bay, bây giờ lạc mất, con không biết đường về, xin Đức Thế Tôn phóng hào quang để nhận con trở về. Thì lúc đó Đức Phật tại cõi Ta Bà, chúng ta phóng hào quang qua tới cõi Đức Phật đó, thì Ngài Mục Kiền Liên theo cái hào quang Đức Phật mà bay trở về cái cõi Ta Bà của chúng ta, đi lạc tới hàng hà sa số thế giới, không biết ở cõi nào, không biết đường quay về luôn. Thật ra muốn nói tới cái Đại Phật Đảnh là một cái gì nó lớn lao mà tâm trí của người bình thường không thể thấy được, không thể thấy được. Mà bản kinh này xuất phát từ cái đảnh môn đó, từ cái chỗ mà cao xa rộng lớn mà không ai có thể đo lường, không ai có thể thấy biết được, không ai có thể đo lường, không thấy biết được. Vì trong cái nhân duyên của bản kinh này là lúc mà Ngài A Nan, chút vào trong chúng ta thấy là Ngài A Nan đi lạc và bắt đầu chuẩn bị hư giới thể của mình, thì Đức Phật mới từ đảnh môn Đức Phật mới thuyết thần chú, mới đưa Ngài Văn Thù đi cứu Ngài A Nan. Do đó đầu tiên là nói trong kinh này là Đại Phật Đảnh, muốn nói lên cái đảnh của Đức Phật là trùm khắp cả pháp giới này, không thể dùng mắt bình thường có thể thấy được, chỉ trừ những vị Phật mới có thể tiếp nhận nổi, thấu hiểu và thông cảm được, mới có thể biết được cái đảnh môn của Đức Phật tới đâu. Thì vậy là bản kinh này là bản kinh xuất phát từ đảnh môn của Đức Phật, từ Đại Phật Đảnh, tức là từ cái đảnh môn lớn của Đức Phật mà trùm khắp cả Đại Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, cho tới một người thần thông đệ nhất như Ngài Mục Kiền Liên vận thần thông cho tới không biết bao nhiêu ngày tháng mà vẫn không thấy nổi, thì chúng ta không thể nào biết được đảnh môn Đức Phật cao tới đâu, phải không? Sâu tới đâu, rộng tới đâu thì chúng ta không biết được. Đây ngầm ý muốn chỉ tới cái chỗ lớn lao trùm khắp pháp giới, chỗ đó xuất phát ra bản kinh Lăng Nghiêm, là chỗ đó là đảnh tướng của Đức Phật. Đảnh tướng của Đức Phật là cái người mà còn tâm trí của phàm phu thì không thể thấy, không thể hiểu, không thể biết được. Khi chúng ta vượt qua cái tâm phàm, vượt qua hết tất cả những cái so sánh phân biệt, thì chúng ta mới có một chút thông cảm nổi cái Đại Phật Đảnh này của Đức Phật mà thôi. Nhớ đầu bản kinh là cái tựa đầu là đã nói như vậy: Như Lai Mật Nhân, tức là cái Như Lai mà chúng ta đã từng học, như là trong kinh Kim Cang là định nghĩa Như Lai thì sao? Vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai, phải không? Tức là cái Như Lai là cái không đi đến đâu và không về đâu. Thì tức là cái Đại Phật Đảnh này là đại diện là cái như như bất động của chư Phật, chưa từng bị sanh tử luân hồi, không đi đến đâu, không về đâu, nhưng mà nó trùm khắp cả pháp giới mười phương, mà cái con mắt của người phàm tình không thể hiểu được, gọi là mật nhân. Mật nhân tức là cái người thường của chúng ta, cái chuyện đó trở thành bí mật. Giống như chúng ta thấy cái chuyện của Ngài Huệ Minh rượt theo Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Sau khi rượt theo Lục Tổ Huệ Năng rồi á, thì cầm y bát lên không nổi, thì lúc đó Ngài Lục Tổ Huệ Năng mới nói là: nếu ngươi vì y bát người ngươi tới á, thì ngươi hãy dứt sạch tất cả các duyên, không? Trong không khởi vọng niệm, ngay cái chỗ mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Thì lúc đó Ngài Huệ Minh nhận ra được đạo lý. Ngài thấy, Ngài mới hỏi lại Ngài Huệ Năng á, ngoài cái mật ý, mật nghĩa này ra còn cái gì nữa không?
Thì ngày bữa nay nữa là ta nói với ngươi là đã hết mặt rồi, hết mặt rồi. Thế cho nên chỗ này là cái chỗ mà tất cả người phàm, tất cả chúng sanh không thể thấy được, gọi là bí mật, gọi là bí mật. Cái chỗ mà nó rất là hiển hiện lộ liễu thường hàng này, nhưng mà chúng ta còn một ý niệm phàm tâm thì coi như chúng ta bị bích lấp, cho nên gọi là mật, hết sức là mật đối với người phàm. Nhưng mà đối với chư thánh thì nó rất là rõ ràng, nó rất là rõ ràng. Cho nên cái đảnh tướng của Như Lai đối với người phàm thì coi như là một cái gì đó hết sức là bí mật, hết sức là nhiệm màu, chỉ có những cái bậc thánh mới có thể nhận rõ những điều này mà thôi. Vì vậy mà những người đã biết được cái Như Lai tự tánh hằng hữu này rồi á, thì các vị không còn có cái dụng công để so sánh phân biệt nữa, mà mỗi mỗi đều thừa đương được sự thật này, mỗi mỗi đều hiển lộ được sự thật này, gọi là tu chứng liễu nghĩa. Tức là nếu mà các vị mà tu đúng với cái Như Lai mật nhân này, tu đúng với cái đảnh tướng của Đức Phật này, thì họ không còn có rớt vào cái tâm so sánh phân biệt hai bên nữa, mà mỗi mỗi đều hiển lộ sự thật. Trong cái thấy đều hiển lộ cái sự thật, trong cái nghe đều hiển lộ sự thật, trong mọi hành động cử chỉ họ đều lộ bày chân lý ra. Cho nên gọi là tu chứng liễu nghĩa, tức là họ nhận biết cái điều này không thông qua công phu tu tập, mà vẫn hiển nhiên lộ lộ chân lý ở trong cuộc sống của họ, thì điều đó gọi là tu chứng liễu nghĩa. Thì chính cái chỗ này, nếu mà đứng về phương diện lý thì muốn diễn bày cái Như Lai tự tánh hằng hữu vốn có của mình, nhưng mà đứng về cái sự là nó thể hiện cái muôn hạnh của các vị Bồ Tát, cho nên là tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh. Tức là chính cái chỗ mà chân không này nó thể hiện tất cả những diệu hữu trong cuộc sống thì gọi là vạn hạnh. Nhưng mà đứng ở mặt chân lý tuyệt đối thì nó thực sự là chân không. Giống như Ngài Quy Sơn Cảnh Sách nói là thực tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Tức là cái chỗ thực tế này là không có một pháp có thể được, nhưng mà chỗ cửa vạn hạnh là không có cái việc nhỏ nào mà không làm, thì đó là cái người đã thấy trọn vẹn. Cho nên một người đã ngộ được cái chân lý tuyệt đối này rồi thì người đó không phải là chết yên, nằm yên tại chỗ, mà họ làm được tất cả những việc lợi lạc khắp quần sanh rồi. Này gọi là chư Bồ Tát vạn hạnh. Thì đồng với hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền, đồng với hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền, tức là tâm từ bi rộng khắp, thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài, và bắt đầu phát nguyện độ tận tất cả chúng sanh muôn loài, gọi là chư Bồ Tát vạn hạnh. Nhưng mà muốn làm chư Bồ Tát vạn hạnh đó là phải nhận ra cái Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa này. Tức là phải là một người tu tập mà vượt ngoài công phu thường tình, không phải lấy bỏ, không phải trừ khử, không phải dụng tâm, dụng ý trong này, mà luôn luôn hiển lộ chân lý trong từng sát na một giữa đời sống này, để làm lợi lạc tất cả chúng sanh muôn loài, gọi là tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh. Rồi là Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Thủ Lăng Nghiêm Kinh á là một loại định mà Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trung Hoa dịch gọi là cứu cánh kiên cố, tức là một cái dạng định mà không bao giờ bị phá vỡ bởi thời gian và không gian. Một cái định không thể do nhập và xích theo cái kiểu mà chúng ta tu tập từ trước đến giờ. Đây là thường tại định, có nghĩa là cái định này đã có từ vô thủy cho tới bây giờ và mãi mãi về sau không ai có thể phá vỡ được. Gọi là định Thủ Lăng Nghiêm, là đại định, là Phật định. Phật định Thủ Lăng Nghiêm có nghĩa là một đại định kiên cố mà tất cả những người tu theo đạo Phật khi một phen nhận ra được cái định Thủ Lăng Nghiêm này, giống như trong kinh Pháp Hoa là nhận được tri kiến Phật, thì ở đây nhận được cái Như Lai mật nhân tu chứng liệu nghĩa, nhận được cái đại Phật đảnh, thì người đó sẽ ở hoài trong cái định mà không bao giờ có cái hoàn cảnh nào làm lay động được. Giống như chư tổ mà tới cái thời của Ngài Hoàng Bá nói là sao, một người mà ngộ tánh thì cầm đao song trận vẫn thấy tánh. Tức là không phải chúng ta ngồi yên mà chúng ta thấy tánh, không phải chúng ta làm việc bình thường thấy tánh, mà một người cầm đao ra trận đánh giặc vẫn là người thấy tánh một cách rất rõ ràng. Tức là không có bất kỳ một hành động, một cử chỉ gì có thể làm lay động được cái định này. Thậm chí cả cái việc sanh tử, cái việc sanh tử cũng không làm lay động được cái định này.
Mà điều này đã có nói trong hệ thống kinh Nguyên Thủy, tức là kể từ khi Đức Phật nhập thai thì cái thai Đức Phật như một khối vàng rồng và ở trong một cái hài đồng giống như một cung điện cõi trời. Trong suốt quá trình mà cái thai của Đức Phật ở, Đức Phật ở trong thai 9 tháng 10 ngày thì Đức Phật làm hằng hà sa số Phật sự, ở trong đó thuyết pháp độ sanh cho hằng hà sa số vị Bồ Tát. Chứ không phải Đức Phật mà giáng thần nhập thai như một đứa trẻ bình thường bị nhiễm trần, bị nhơ, hoàn toàn không có. Mà ở trong kinh điển tả đó, thai của Thái tử Tất Đạt Đa khi nằm trong bụng mẹ là trong sạch. Trong sạch mà trong kinh diễn tả giống như là một cái miếng vải trắng được giặt sạch. Đụng tới thân Đức Phật cũng không thấy có một bợn nhỏ, tức là cái thân vàng như một khối vàng rồng ở trong thai, chứ không có bị dính nhiễm như tất cả những loài, những người khác. Cho nên là khi một vị Bồ Tát mà nhận ra được cái định này, tức là nhận ra được cái định Thủ Lăng Nghiêm rồi á, tức là đạt được cái cứu cánh kiên cố định này, thì đời đời kiếp kiếp khi đi vào trong dòng sinh tử này là không bao giờ bị lao động. Nên là Đức Phật kể từ khi ở cung trời Đâu Sức giáng thần nhập thai cho tới khi nhập Niết Bàn là chưa bao giờ Đức Phật rời khỏi định này một mãi may, tức là vẫn luôn yên ở trong định. Đó là một sự thật của cái định của Đại Thừa. Khi nào chúng ta nhìn một người hành giả tu theo đạo Phật á, mà nhận được một cái định mà người đó sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào họ cũng vẫn nguyên là như vậy mà không bị thay đổi, thì biết rằng định này mới là cái định thật của Đại Thừa. Còn lúc mà chúng ta ngồi thiền để chúng ta mới được nhập định, xả thiền chúng ta hết định là không phải. Định đó là chưa phải cái định của Đức Phật muốn nói, và cũng không phải là cái định của kinh này. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái chữ Thủ Lăng Nghiêm thì chúng ta liền hiểu rằng đó là một cái cứu cánh kiên cố định, một cái loại định đạt tới cái đỉnh điểm tận cùng cái định của Phật giáo và không bao giờ bị lay động bởi thời gian và không gian, gọi là cứu cánh kiên cố. Cứu cánh kiên cố định, Thủ Lăng Nghiêm được gọi là cứu cánh kiên cố định. Vậy là chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, chúng ta đọc kinh Lăng Nghiêm để chúng ta nhận ra được cái định cứu cánh tuyệt đối, không bao giờ bị lay động bởi thời gian và không gian, không bao giờ bị thay đổi bởi bất cứ hoàn cảnh nào. Thì một hành giả tu theo kinh Lăng Nghiêm là một phen phải nhận ra được cái Phật định này, cái Đại Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm này, để chúng ta sống trong cái cuộc đời này cũng như là trong những kiếp về sau, cho tới ngày chúng ta thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là chúng ta không bao giờ bị lay động nữa. Dù chúng ta có nhận hàng muôn thân trở về sau đi thì chúng ta vẫn nhận trong cái định đó để chúng ta cứu giúp chúng sanh, chứ không phải là chúng ta vì nghiệp bị cuốn trôi, chúng ta không bao giờ bị nhiễm trần trở lại. Một người nhận được tự tánh thì người ta sẽ thấy được điều này, tức là nhận được cái định Thủ Lăng Nghiêm này, nhận được cái định mà cứu cánh kiên cố này là người ta sẽ thấy được điều đó. Cho nên học kinh Lăng Nghiêm để chúng ta nhận được cái cứu cánh kiên cố định, nhận ra được một cái định mà không bao giờ bị bất kỳ một cái tác động nào có thể làm lung lay được, một cái định mà không bao giờ có một cái cuộc sanh tử nào khuấy phá để có thể bị nhiễm nhơ được, không bao giờ có cái hoàn cảnh nào làm cho một người đó bị thay đổi cái định này, thì đó mới là định thật của Thủ Lăng Nghiêm. Còn người nào mà tu đạt được định gì đó mà có hoàn cảnh để làm cho người đó thay đổi, hoặc là một chút chúng ta định như thế này, một chút chúng ta sẽ định sâu hơn, hoặc là chúng ta sẽ như thế nào đó phải thay đổi công phu, thay đổi cái thấy biết, thay đổi cái định tâm, lúc xuất lúc thì nhập, thì chúng ta chưa biết được cái định của Thủ Lăng Nghiêm. Cho nên là cái chính khi chúng ta học bản kinh Lăng Nghiêm này để chúng ta nhận được cái định cứu cánh thật sự kiên cố không lay động, đó là cái ý mà bản kinh Lăng Nghiêm muốn chỉ chúng ta. Thì dù chúng ta có học như thế nào nhưng đây là cái mấu chốt, đây là cái mấu chốt. Bắt đầu khởi học bản kinh Lăng Nghiêm là bắt đầu chúng ta đi vào con đường đại định bất động, phải không? Một đường định cứu cánh không lay động. Đó, chúng ta phải chuẩn bị cái tâm chúng ta để thể nhận được cái định này, thì như vậy là chúng ta đã học đúng bản kinh Lăng Nghiêm. Từ đầu cho tới cuối bản kinh Lăng Nghiêm dù có lý luận cỡ nào đều muốn cho cái hành giả, đều muốn cho cái người mà nghiên cứu đạo Phật đi vào bản kinh Lăng Nghiêm nhận ra được cái định tánh cứu cánh bất động này. Đó, thì đó là cái chỗ chính. Thì như vậy là chúng ta bắt đầu học kinh Lăng Nghiêm để bắt đầu chúng ta tìm cách để hòa nhập, để thể nhận được ra cái định Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Lũ Nghĩa này, nghe không? Cái Đại Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm.
Nếu mà chúng ta học xong bản kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta chưa nhận ra được cái định đó thì coi như chúng ta chưa học xong, đúng không? Còn nếu bước vào đầu mà chúng ta nhận ra được một cái định bất động của chúng ta thì coi như chúng ta cũng đã học bản kinh Lăng Nghiêm này xong rồi, không cần phải học chữ nghĩa nữa. Ra là chúng ta thấy ở nơi tất cả chúng sanh, không phải là do chúng ta học kinh này chúng ta mới nhận ra, cũng như là học kinh Pháp Hoa hay học bất kỳ bản kinh nào mới nhận ra, mà cái điều Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm cũng như kinh Lăng Nghiêm này là Đức Phật muốn chỉ cho tất cả chúng ta ngồi tại đây đều vốn có cái định bất động, đều vốn có cái định bất động đó. Quý vị thấy từ sáng tới giờ, không? Từ sáng tới giờ chúng ta đã nghe, quý vị cũng đã nghe chúng tôi đã nói lảm nhảm rất là nhiều tiếng rồi, phải không? Nói lảm nhảm rất là nhiều. Thì quý vị thấy là từ cái tiếng đầu tiên cho tới bây giờ, mỗi tiếng quý vị đều nghe một cách rất rõ ràng như vậy, mà cái nghe quý vị vẫn còn tiếp tục rõ ràng như vậy. Dù chúng tôi có nói lớn, nói nhỏ, có buồn hay là nói vui, nói như thế này thế nọ, quý vị vẫn rõ ràng hay biết cái tiếng nói nó như vậy mà không bị lay động bởi âm thanh từ sáng tới giờ, đúng không? Và cho tới mãi mãi về sau cái rõ ràng này vẫn nguyên là như thế. Đó là cái định mà Như Lai muốn chỉ chúng ta. Vì vậy là tất cả chúng ta đều có sẵn cái này. Cái này không phải do chúng ta tu tập như nãy chúng ta nói, à, không phải do tu tập. Hồi sáng mình đã nói một lần như thế rồi. Tức là bây giờ quý vị đang ngồi nghe chúng tôi nói ở đây, nhưng mà bao nhiêu âm thanh xung quanh chúng ta được nghe hết, nghe một cách rất rõ ràng mà không phải dụng lực, không phải dụng công, không chú ý, không chú tâm, không chuẩn bị, không hề có bất kỳ một cái gì. Chỉ một bề là nghe chúng tôi giảng thôi, nhưng mà tự dưng cái gì khác lạ quý vị vẫn rõ ràng, những cái hình sắc hiện ra trước mặt quý vị vẫn rõ ràng, quý vị vẫn thở ra hít vào một cách rất rõ ràng, quý vị vẫn lạnh nóng hay biết một cách rất rõ ràng. Mà cái hay biết đó, trong lúc nó lạnh nó cũng biết, lúc nó nóng cũng biết, lúc có tiếng nó cũng biết, tiếng ồn cũng biết, không tiếng cũng biết, hình sắc đẹp cũng biết và không hình sắc cũng biết, biết một cách rất rõ ràng mà không hề thay đổi từ sáng tới giờ. Dù người ta có la, có hét, nói lớn, nói nhỏ, có động, có tịnh, có cười, có khóc, chúng ta vẫn rõ ràng như vậy. Nếu như chúng ta nhận được cái nhận biết rõ ràng này, tức là chúng ta đã tiếp nhận được cái định cứu cánh kiên cố của kinh Lăng Nghiêm rồi. Biết được vậy là cái chúng ta học xong rồi, khỏi học chữ cho nó cực. Làm sao tất cả những người tu chúng ta phải nhận ra được cái điều này? Đây là cái chỗ mà không phải Đức Phật Thích Ca của chúng ta nói, mà cả chư Phật mười phương đều nói, đều chỉ bày cho chúng ta. Đây là điều mà tất cả chư Phật mười phương muốn cho chúng sanh nhận biết, để một phen thoát khỏi cái lầm mê trong sanh tử luân hồi này, an trú một cách vững vàng trong đại định này, là coi như người đó đã xong công việc tu hành của chính mình. Còn nếu ngày nào mà chúng ta chưa nhận ra thì coi như cái công cuộc tu tập chúng ta còn bị dang dở. Đời này chúng ta không có xong thì không biết là phải tới đời nào, không? Cho nên là có duyên để chúng ta được học bản kinh này thì chúng ta cố gắng để nhận ra được cái định mà sẵn đủ thanh tịnh hằng hữu, không bao giờ bị lay động bởi thời gian và không gian. Đó là cái chính của bản kinh Lăng Nghiêm. Bây giờ tới cái phần chánh văn. Chúng tôi đọc cái phần chánh văn trước rồi chúng tôi sẽ giải thích sau. Nói tôi nghe như vậy, một hôm Phật ở đại tại Tinh Xá Kỳ Hoàng trong thành Thất La Phiệt, cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 người đều câu hội. Các vị này đều là những hàng đã chứng quả vô lậu A-la-hán, là những Phật tử trụ trì khéo vượt qua các cõi, hay ở các cõi nước mà thành tựu oai nghi. Theo Phật chuyển pháp luân, khéo khâm nhận lời di chúc của Đức Phật, giữ giới hạnh trong sạch để làm mô phạm cho ba cõi, ứng thân không lường độ thoát chúng sinh, cứu giúp đời vị lai vượt khỏi các điều trần lụy. Tức là đầu tiên ở bản kinh này thì cũng giống như tất cả các bản kinh khác, tức là khi mà Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn thì A Nan lại đảnh lễ thưa Đức Phật một điều là sau này chúng con tùng tuyên lại cái lời Đức Phật dạy thì chúng con nên lấy cái gì làm đầu kinh. Cái gì làm đầu kinh thì Đức Phật dạy là lục chủng chứng tính,
tức là sáu cái điều thành tựu quyển kinh này. Thì đầu tiên là như trong văn kinh đó là như thiện ngã văn, tức là tôi nghe như vậy, hoặc là như vậy tôi nghe là một, phải không? Như vậy tức là cái như như hiện hữu này mà mình nghe được tất cả mọi cái, tức là từ cái chỗ như như, từ cái chỗ như như mà chúng ta tiếp nhận, chúng ta hay biết, chúng ta nghe ngóng tất cả mọi duyên cảnh bên ngoài, tức là xuất phát từ cái như như. Cũng có nghĩa khác nữa là chính Ngài A Nan đã nghe cái chuyện đó như vậy, cho nên Ngài tường thuật lại đúng như vậy. Cái nghĩa thứ hai theo cái kiểu phàm tình, tức là chính bản thân Ngài A Nan nghe những câu lời này do Đức Phật thuyết pháp như vậy, cho nên bây giờ Ngài A Nan được nói lại. Thì như vậy là tôi nghe, tức là cái văn thành tựu, cái văn thành tựu một hôm, tức là thời thành tựu, tức là theo lịch sử thì lịch sử Ấn Độ và lịch sử các nước nó không đồng nhau, cho nên trong kinh dùng khéo là một hôm chứ không nói nhất thiết là ngày nào, tháng nào, năm nào. Nên một hôm là thời thành tựu Phật, tức là chủ thành tựu, tức là tôi nghe một ngày đó Đức Phật, tức là ba điều rồi, phải không? Đức Phật là chủ thành tựu ở tại tịnh xá, là xứ thành tựu. Tại tịnh xá gì? Tịnh xá Kỳ Quang là xứ thành tựu. Rồi trong thành, thành gì đó, thành Thất La Phiệt là xứ thành tựu, cùng với chúng đại tỳ kheo là chúng thành tựu, chúng thành tựu. Thì như vậy là trong sáu điều thành tựu này, tức là từ văn thành tựu, rồi thời thành tựu, chủ thành tựu, xứ thành tựu, rồi chúng thành tựu. Thì như vậy là muốn nói tới một cái điều gì, giống như chúng ta làm một văn bản thì chúng ta nói sao, ngày hôm nay ngày mấy, tháng mấy, năm mấy, phải không? Có một sự việc gì xảy ra tại cái xã, cái ấp nào đó, thì trong cái sự việc xảy ra đó có mấy người làm chứng, phải không? Người đó là ai, là ai, và trong cái sự việc xảy ra với nội dung gì, vân vân. Thì vậy là nội dung văn bản nó có một cái kết cấu rất rõ ràng. Thì đầu tất cả các bản kinh đều có cái lục chủng thành tựu này, do sáu cái điều này mà người đọc kinh nghe nghĩ đây là một bản kinh sự thật, do Ngài A Nan, đích thân Ngài A Nan nghe, và chính Ngài A Nan tường thuật lại cho chúng ta nghe cho tới giờ phút này. Thì vậy gọi là cái lục chủng thành tựu, đó là cái chung chung của tất cả những cái văn kinh mà Ngài A Nan đã tùng tuyên lại. Như vậy là trong cái đại chúng này thì là những người Phật tử. Những người Phật tử là những người đệ tử của Phật được quy y và xuất gia với Đức Phật. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu một cách bình thường như vậy thì cũng chưa hiểu hết cái nghĩa của Phật tử. Tức là người Phật tử là người được sanh ra từ Pháp Phật, chứng được những cái pháp phần của Đức Phật dạy, thì người đó mới được gọi là Phật tử chân chánh. Tức là những người đó được sanh ra trong dòng pháp của Đức Phật, được thấu hiểu và chứng được những cái giáo pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy, chứng được những pháp phần Đức Phật dạy, thì lúc đó mới được gọi là Phật tử. Chứ không phải là chúng ta mới quy y chúng ta được Phật tử đâu. Tức là những người được sanh ra từ kim khẩu của Đức Phật, người đó sống trong pháp của Đức Phật và chứng được những pháp phần của Đức Phật, ngoài ra là họ không sống khác hơn nữa được. Tức là được Phật sanh ra, là được sống trong dòng pháp của Đức Phật để chứng được những giáo pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy, thì lúc đó mới được gọi là Phật tử. Cho nên là những người đó là những người trụ trì, tức là gìn giữ được cái giáo pháp Đức Phật tại trần gian này. Còn chúng ta là những Phật tử mà Phật tử giống như là Phật tử ngoài rìa. Phật tử ngoài rìa chứ chưa có phải là Phật tử thiệt, này là cháu ngoại chứ không phải là cháu nội. Khi nào mà chúng ta đã sống trong pháp Phật và chứng được những pháp phần của Đức Phật đã chỉ dạy, nghĩa là trong suốt cuộc đời chúng ta, trong những thấy hiểu của chúng ta trong đời này, chúng ta chỉ hiểu bằng giáo pháp Đức Phật mà thôi, và chúng ta chỉ sống bằng giáo pháp của Đức Phật, thì lúc đó mới gọi là chúng ta được sanh ra từ cửa miệng của Đức Phật, từ kim khẩu Đức Phật, để chúng ta chứng đắc được từng phần trong những lời mà Đức Phật đã chỉ dạy, thì lúc đó mới thực sự là Phật tử. Tỳ kheo là những vị xuất gia theo Đức Phật, không? Những vị xuất gia mà thọ 250 giới gọi là vị tỳ kheo. Có một nghĩa khác nữa là một vị khất sĩ, bố ma và phá ác. Tức là một vị tỳ kheo á là một vị khất sĩ theo cái nghĩa Đức Phật. Khất sĩ giống như là một người sinh, nhưng mà người sinh theo cái kiểu của cái người có học, đúng không? Tức là trên sinh giáo pháp của Đức Phật để nuôi cái huệ mạng của mình, dưới sinh cái phần của thí chủ để nuôi cái thân mạng này.
Vì vậy là một vị khất sĩ tỳ kheo không phải là một vị xin ăn bình thường. Phải là khất sĩ là có nghĩa là xin, nhưng mà là cái sĩ có nghĩa là người có học, người hiểu biết để nhận cái phần trong trần gian này, tức là nhận ở trên thì nhận cái giáo pháp của Đức Phật để thành tựu được cái huệ mạng của mình. Ở dưới thì nhận cái món thực phẩm cúng dường của thí chủ để hoàn thiện được cái thân xác này. Chứ không phải vì đói mà phải xin ăn từng bữa, không phải như vậy. Đói thì cũng có đói, nhưng mà đói giáo pháp của Đức Phật, để ngày nào đó một người khất sĩ theo đạo Phật là người đó vẫn còn tiếp tục thọ nhận giáo pháp của Đức Phật và nhận cái củ cúng dường của Đàn Na Tính Thí để nuôi sống thân xác này mà hoàn thiện cái huệ mạng của mình trên bước đường tu học, thì đó gọi là khất sĩ. Thứ hai là bố ma, tức là người đó tu tập để dứt trừ những cái ma chướng ở nơi tự tâm của mình. Những cái ma chướng của mình là gì? Là thiên ma nè, là tử ma nè, là phiền não. Phiền não không? Thì tất cả những cái thiên ma cũng như là cái tử ma, những cái ma chướng mà xảy ra nơi tâm chúng ta, thì chúng ta sẽ dứt trừ. Tức là một vị tỳ kheo phải dứt trừ được những cái ma chướng nơi tự tâm của mình và phá trừ tất cả những cái ác niệm xảy ra nơi tâm của mình, gọi là phá ác. Thì người tỳ kheo không còn bất kỳ một cái ác tâm, ác niệm nào xảy ra nơi lòng của mình thì mới đúng nghĩa tỳ kheo. Trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật để nuôi cái báo thân huệ mạng của mình. Ở dưới thì nhận cái củ cúng dường Đằng Na Tánh Thí để nuôi cái thân vật chất này, và phải diệt trừ tất cả những cái ác nơi tâm, phải dứt sạch tất cả những cái ma chướng nơi lòng, thì đó mới là một vị tỳ kheo. Đúng nghĩa của vị tỳ kheo là như thế. Thì vậy là những người đệ tử của Đức Phật, là những Phật tử đã vượt qua những cái điều ma chướng phiền não rồi, những người khéo vượt qua các cõi hay ở nơi các nước và thành tựu những oai nghi của mình. Tức là những vị tỳ kheo sau khi đã thành tựu công phu rồi á, thì các vị sống đúng với lời Đức Phật dạy, là tâm của các vị đã vượt qua ba cõi, tức là không còn bị vướng mắc trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới nữa. Tâm không còn vướng kẹt trong tam giới, gọi là vượt qua ba cõi. Sống trong phàm trần nhưng mà không vướng trong ba cõi. Đó là một cái vị tỳ kheo rất là xứng đáng. Nếu mà chúng ta gặp vị này thì cũng nên đảnh lễ để cầu phước. Hay ở nơi cõi nước mà thành tựu oai nghi. Cái oai nghi được thành tựu này á, không phải là thành tựu một cái oai nghi bình thường, mà một cái thánh nghi, một cái phạm hạnh được xảy ra với một người đã tu chứng. Mặc dù đi đứng nằm ngồi trong cõi nước của chúng ta, nhưng mà người đó không bao giờ bị phạm bất kỳ một cái điều gì thô thiển ở trần gian này. Họ sống luôn khế ứng với trần gian này, nhưng mà bây giờ vẫn giữ nguyên được cái sự trong sạch trọn vẹn, không bao giờ bị lầm lỗi và thành tựu được tất cả những oai nghi uyển chuyển trong cuộc sống này, và theo Phật chuyển pháp luân, tức là đi theo con đường của Đức Phật dạy để chuyển bánh xe pháp cứu giúp trần gian này, khéo kham nhận những lời di chúc của Đức Phật. Tức là những vị này đủ sức để thọ nhận lời di chúc của Đức Phật. Tức là sau khi Đức Phật chuẩn bị, trước khi Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn, thì Đức Phật di chúc lại trần gian này phải gìn giữ giới luật Ba La Đại Mục Xoa. Ví dụ vậy thì các vị này cũng gìn giữ một cách trọn vẹn giới luật, rồi phải làm như thế nào để làm cho chánh pháp được hưng thịnh ở đời, để truyền bá chánh pháp rộng khắp trong trần gian này, thì các vị đều kham nhận được tất cả những giáo pháp đó. Gọi là những vị đã kham nhận được giáo pháp của di chúc của Đức Phật, gìn giữ giới hạnh rất là trong sạch để làm mô phạm cho ba cõi. Không phải là mô phạm trong đời của chúng ta nữa, mà là mô phạm cho cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc luôn. Thân thường độ thoát chúng sanh, cứu giúp đời vị lai vượt thoát các điều trần lụy. Tức là tất cả những vị đệ tử của Đức Phật á, là luôn luôn cái dùng ứng thân của mình để độ thoát tất cả chúng sanh, cứu giúp trong cõi đời này để vượt thoát trần lụy trong các cõi. Thì đó là cái hạnh của một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật. Mà cái người, những người mà được ca tụng như vậy là các vị như là Đại Trí Xá Lợi Phất, Ngài Maha Mục Kiền Liên, Maha Câu Hy La, Phú Lâu Na, Ma Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề,
Ubali Sada vân vân làm thượng thủ. Lại có vô lượng hàng bích chi vô học và hàng sơ tâm đồng đến chỗ Phật. Khi ấy nhằm ngày chư vị tỳ kheo mãn hạ tự tứ, các vị Bồ Tát trong mười phương đến cầu xin giải quyết tâm nghi, đồng kính đỉnh Phật vì nói pháp yếu. Khi ấy Phật trải tòa ngồi yên, vì trong hội chúng tuyên nói nghĩa thâm áo, chúng hội thanh tịnh được điều chưa từng có. Tiếng Phật nói như tiếng chim ca lăng vang khắp ở mười phương cõi nước. Hàng sa Bồ Tát đến nhóm họp nơi đạo tràng, ngài Văn Thù Sư Lợi làm thượng thủ. Thì đây bắt đầu kể những vị mà dẫn đầu trong các hội chúng, như là ngài Đại Trí Xá Lợi Phất, Ma Ha Một Kiền Liên vân vân. Và rồi các vị bích chi Phật, tức là những vị mà ra đời mà không gặp Đức Phật, các vị vẫn tu quán nhân duyên mà thành tựu đạo quả của mình, chứng được cái bích chi Phật. Rồi có siêu vị tỳ kheo, tức là cái lúc này á, chuẩn bị nói kinh này là cái lúc mãn hạ, tức là cái lúc tự tứ. Tự tứ cái nghĩa nó là tự tứ thỉnh, tức là tự mình đứng ra thỉnh tứ chúng nói cái lỗi mình trong suốt 3 tháng tu tập. Đây là cái tinh thần hết sức đặc biệt trong cái ngày tự tứ của chúng tăng. Chúng ta từ xưa giờ nghe từ tự tứ nguyên văn nó là tự tứ thỉnh. Tự tứ thỉnh tức là tự mình đứng ra thỉnh tứ chúng nói lên lỗi lầm. Nếu mà trong suốt 3 tháng hạ, bây giờ rằm tháng 4 bắt đầu nhập hạ là tu cho tới rằm tháng 7, tới ngày mãn hạ gọi là cái ngày tự tứ của chúng tăng, thì một vị tỳ kheo đứng ra đảnh lễ một vị giáo thọ là bạch thực tọa một lòng thương xót con tên gì đó. Thì trong suốt mà 3 tháng tu tập này, nếu ngài có nghe, có thấy, có nghe, có nghi chúng con có phạm tội gì, xin ngài từ bi chỉ dạy để con sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh. Thì lúc đó trong chúng mà có nghe, ví dụ như mà nghe phong phanh ông thầy đó làm chuyện gì sai trái thì lúc đó được quyền đứng ra nói. Hoặc là thấy ông thầy đó làm việc gì sai thì cũng nói. Hoặc là nghi cũng được quyền nói. Tức là ba tội là thấy, nghe và nghi thì được quyền đem ra đại chúng để mổ xẻ. Thì vị tăng này nếu thấy rằng mình có phạm trong những điều đó thì phải đứng ra sám hối trước tăng chúng khi rời khỏi hạ trường, thì sám hối để cho ba nghiệp được thanh tịnh. Thì vậy là cái thời điểm để nói kinh Lăng Nghiêm này là cái thời mãn hạ của chư vị tỳ kheo, tức là cái lúc mà tự tứ, lúc tự tứ của chư tỳ kheo. Và trong lúc đó các vị Bồ Tát ở mười phương về cầu thỉnh Đức Phật á, chỉ cái chỗ nghi. Thường á là theo lịch sử Ấn Độ ngày xưa á, là các vị tăng theo Đức Phật là 9 tháng đi giáo hóa, tức là 9 tháng đi vừa đi khất thực gieo duyên và vừa giảng dạy Phật pháp cho Phật tử. Thì 3 tháng Ấn Độ từ tháng 4 tới tháng 7 là 3 tháng mùa mưa, côn trùng cũng như là cỏ rác mọc rất là nhiều, chư tăng phải ở lại một chỗ. Vì lý do thứ nhất là Đức Phật sợ dẫm đạp chết côn trùng nhiều. Và thứ hai là muốn củng cố lại công phu tu hành cho các vị tỳ kheo. Tức là giống như bây giờ 3 tháng của mỗi người đời gọi là 3 tháng tu nghiệp, làm việc 9 tháng là tu nghiệp 3 tháng vậy. Thì đó là cái truyền thống tu tập của chư tăng từ cái thời Đức Phật cho tới giờ phút này. Tức là bắt đầu rằm tháng 4 là tất cả chư tăng đều phải quy tụ một cái chỗ nào đó để nhập hạ, rồi để tu tập. Thì trong 3 tháng này là 3 tháng chư tăng tu rất là quyết liệt. Cho nên tới cuối hạ rồi thì chư vị tỳ kheo cũng như chư vị Bồ Tát có một là cầu thỉnh chư tăng chỉ lỗi lầm của mình rồi. Thứ hai là cầu thỉnh Đức Phật để phá những cái nghi trong lúc công phu. Thế đây nói là trong mười phương đến cầu thỉnh Đức Phật giải quyết cái chỗ nghi của mình và kính thỉnh Đức Phật giảng dạy pháp yếu. Tức là trước khi mà nhập hạ thì Đức Phật được đứng trước một hội chúng nào đó thôi, tại cái ngày nhập hạ là chỉ ngập một ngày xong rồi Đức Phật cũng ở yên chỗ. Thì có những vị mà nhập hạ khác trú xứ của Đức Phật á thì không có nghe Đức Phật dạy trong cái ngày khai hạ nổi. Do vậy mà tới ngày cuối hạ thì tới mới thỉnh Đức Phật nói chuyện. Và là được cái duyên Đức Phật giảng dạy cho đại chúng đó rồi. Nhưng mà trong suốt 3 tháng tu tập có những cái mối nghi ngờ của mình. Đầu hạ thì Đức Phật khai pháp để cho người tu tăng sĩ bắt đầu dụng công theo cái sự chỉ dạy ban đầu. Cho tới suốt mùa hạ thì các vị phải thực tập công phu như vậy. Và cuối hạ thì được hay không được, còn nghi hay là còn thắc mắc gì đó thì xin Đức Phật phá nghi thêm.
Và rồi thỉnh Đức Phật dạy cái tâm yếu sau khi rời hạ phải sống như thế nào. Tức là đầu hạ thì cũng thỉnh Đức Phật dạy, giữa hạ được Đức Phật chỉ dạy, và cuối hạ cũng được Đức Phật chỉ dạy. Tức là sau khi mà 3 tháng ở yên rồi, bây giờ chuẩn bị đi làm Phật sự thì phải nhận pháp yếu như thế nào, để khi ra mà giảng dạy cho chúng sanh thì phải làm như thế nào đó. Đó là cái việc mà của cuối hạ chư Tăng phải làm trước Đức Phật. Ở đây trong kinh nói là Đức Phật trải tòa vì trong hội chúng tuyên nói nghĩa thâm áo, chúng hội thanh tịnh được điều chưa từng có. Mà không biết nghĩa thâm áo là nghĩa gì chúng ta không thấy trong kinh đây. Thì đây là cái màu đầu của kinh Lăng Nghiêm, diễn tả cái phần đầu, tức là chung cái thông lệ của tất cả các kinh đều có cái điều này. Và chúng hội nhận được cái lời của Phật nói giống như tiếng chim ca lăng tần già ở khắp mười phương cõi nước, hàng xa Bồ Tát đều nhóm họp ở nơi đạo tràng. Thì trong đạo tràng của chư vị Bồ Tát là ngài Văn Thù Sư Lợi á, là người thượng thủ, người thượng thủ tức là cái người đứng đầu trong cái hàng Bồ Tát. Còn bên Thanh Văn là ngài Xá Lợi Phất, là một Kiền Liên và một số vị Thanh Văn lớn tuổi. Đó là cái phần màu đầu của quyển kinh. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái phần duyên khởi. Cái chương thứ hai là phần duyên khởi. Thì một hôm nhằm ngày kỵ dỗ của vua cha của Ba Tư Nặc, thiết lễ trai nghi, sắm sửa nhiều thức ăn ngon lạ quý báu, đích thân thỉnh Phật và các vị Bồ Tát vào cung để cúng dường. Đồng thời trong thành có các vị trưởng giả cư sĩ cũng thiết lễ trai tăng, thỉnh Phật đến cúng dường. Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi phân chia các vị Bồ Tát và các vị A-la-hán đến nhà trai chủ dự lễ cúng dường. Ở đây chúng ta thấy một điều hay. Vua Ba Tư Nặc là một vị vua của một đất nước, phải không? Nhưng mà đến đám dỗ của cha mẹ mình là thỉnh chư tăng cúng dường, thỉnh Phật và chư tăng cúng dường. Rất là hiếm trong thời chúng ta mà có một vị mà chủ tịch nước hay là vị tổng thống nào mà cúng dường ra tăng kiểu này không? Hiếm không? Nhưng thời xưa lại có điều này. Vua Ba Tư Nặc rất là kính Đức Phật, cho nên những cái lễ lộc nào mà quan trọng, những công việc quan trọng đều đến thưa thỉnh Đức Phật hết đó. Và tới cái ngày lễ dỗ của cha mình lại thiết trai cúng dường, thỉnh Phật và chư vị tỳ kheo đến để cúng dường trai tăng, hồi hướng cái phúc báo để cầu siêu cho cha mình. Đây là một việc làm của một người Phật tử rất thuần thành, chứng tỏ rằng trong cái thời của vua Ba Tư Nặc, ngài rất là có phúc được gặp Đức Phật và được hiểu đạo lý, để rồi tất cả những cái việc quan trọng trong đời mình đều có được Đức Phật dự. Và cũng có một số trưởng giả, ngày xưa thì dùng từ trưởng giả tức là những người giàu có lớn trong cái thời đó. Vì vậy là chúng ta thấy trong cái thời Đức Phật á, rõ ràng là chánh pháp hưng thịnh, và tất cả những vị mà được gặp Đức Phật trong đời đó là có lẽ là họ đã tu nhiều kiếp rồi, cho nên là đủ phước để đời nào làm vua, phải không? Và đủ phước để đời nào làm giàu. Thì những người làm giàu và những người vua đều là những người hiểu Phật pháp, để ngày nào cũng phải được thỉnh chư tăng cúng dường tiếp tục theo cái hạnh nguyện của một cái vị cư sĩ Phật tử trong cái thời, những cái thời trước khi Đức Phật thành Phật. Và chúng tôi nghĩ là những người này đã từng theo Phật rồi, cho nên khi cái đời Đức Phật thành Phật thì họ đủ phước để làm vua, ra đời chưa có thành tựu công phu thì họ cũng đủ phước để làm giàu và cũng tiếp tục hiểu biết Phật pháp nữa. Để rồi những cái lễ lộc bình như là ở gia đình, như là lễ dỗ, lễ này lễ kia đều thỉnh chư tăng để cúng dường. Thì ở đây là Đức Phật vì thỉnh nhiều chỗ quá, vua Ba Tư Nặc thỉnh rồi các vị tiễn giả thỉnh, cho nên phải chia chúng đi, chia chúng đi. Một nhóm vị tỳ kheo này thì theo đi thỉnh đi thọ trai ở chỗ này, nhóm vị tỳ kheo kia thì đi thọ trai chỗ kia, chứ không có quy tụ được một chỗ. Riêng chỉ có ngài A Nan trước đã nhận người thỉnh riêng đi xa chưa về, nên không kịp dự vào hàng tăng chúng. Trên đường về ông đi một mình, không có các vị thượng tọa A Xà Lê đi chung. Ngày ấy không được ai cúng dường, nên ông mặc áo mang bát vào thành theo thứ lớp khất thực. Trong tâm ông mới mong cầu được một vị đàn Việt rút sau cúng dường. Ông khởi lòng từ bi, không chọn lựa dòng giống sang hèn, nghèo giàu vân vân, chỉ một lòng bình đẳng khất thực, mong sao cho tất cả chúng sanh đều được viên thành vô lượng công đức. Ông A Nan vốn biết Đức Như Lai Thế Tôn thường quở trách ông Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp đã chứng quả A La Hán mà tâm không bình đẳng. Ông kính vâng lời dạy vô cùng quý giá của Đức Như Lai để khỏi các điều nghi ngờ và chê bai của mọi người. Ông sửa oai nghi nghiêm chỉnh, thông thả vào cửa thành theo đúng pháp mà quá trai.
Tức là cái lúc mà vua Ba Tư Nạc cũng như các vị trưởng giả thỉnh Phật và chúng đại tỳ kheo á, thì lúc đó A Nan đi xa chưa về. Đây là cái duyên mà để cho A Nan bị mắc bẫy. Tức là thay vì thì đi công việc đi chung với một vị chúng tăng hoặc là một vị A Xà Lê nào đó, vị thượng tọa nào đó thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà ở đây thì A Nan lại mắc công chuyện gì đó không biết, lý do thì không rõ ràng, đi đâu xa chưa về kịp để giữ trai tăng cùng với đại chúng. Thì trên đường về là tới giờ phải đi khất thực, nếu mà có đi công chuyện gì gấp á, thì dọc đường đến giờ thọ trai là phải khất thực, để trưa đó ăn cơm rồi qua ngày hôm sau không ăn nữa, nếu trễ giờ trai là kể như bị phải nhịn đói qua ngày hôm sau. Cho nên trên đường đi về tới thành rồi mà không biết đại chúng tỳ kheo thọ trai ở đâu, không nắm được thông tin đại chúng cùng với Đức Phật thọ trai chỗ nào, cho nên thôi giờ đành phải đi khất thực một mình. Nhưng mà trong lúc đi khất thực mình thì cũng nhớ là lời Đức Phật dạy là cái lúc ngày tu Bồ Đề á, cũng như ngày Ca Diếp á, ngày Ca Diếp á thì cái hạnh đầu đà, cho nên ngài á là ngài nghĩ rằng sẽ khất thực đối với những người nghèo để gieo duyên cho họ, để cho họ được cái phước lành. Còn ngày tu Bồ Đề á thì chỉ khất thực với những cái gia đình giàu có thôi. Hai vị này đều bị Đức Phật quở, A Nan cũng chứng kiến được việc đó rồi, cho nên bây giờ trong lòng mà đi khất thực vào thành rồi á là thôi bây giờ mình phải khất thực bình đẳng, giàu nghèo gì mình cũng khất thực để cho người ta có phước. Thì nhà nào nếu là một vị bố thí cúng dường ngài thì ngài đều tiếp nhận hết, không có so sánh chọn lựa, tức là thứ lớp khất thực theo pháp mà quá trai. Khi ấy A Nan nhân theo thứ lớp khất thực qua nhà của một dâm nữ, gặp đại quyển thực của Ma Đăng Già, nàng dùng thần chú A Tỳ Ca La tiên phạm bắt vào phòng riêng, dựa kề vuốt ve khiến cho A Nan sắp mất giới thể. Tức là do lang thang khất thực một mình thì gặp Ma Đăng Già, gặp một cái nữ dâm nữ sử dụng cái loại thần chú để khuyến dụ ngài A Nan. Không biết thần chú này nó linh thiêng đến mức độ nào mà A Nan bưng vác đi trước đi theo sau luôn. Không biết trời đất gì hết. Đi vào trong nhà mà không có được nhận cơm nước gì hết, chuẩn bị nhận cái chuyện lộn xộn. Tức là chuẩn bị mất giới thể rồi. Thì lúc này á là Đức Phật vận thần thông thấy được cái chuyện sắp sửa hư đốn của ngài A Nan. Thì Đức Như Lai Đức Như Lai thọ trai xong về và đại thần trưởng giả cư sĩ đều theo Phật mong được nghe pháp yếu. Khi ấy trên đảnh Đức Thế Tôn phóng hào quang vô úy trăm báo sáng rỡ, trong hào quang hiện ra hoa sen báo ngàn cánh, có hóa thân của Đức Phật ngồi khiết già tuyên nói thần chú, bảo ngài Văn Thù Sư Lợi đem thần chú đến cứu hộ ngài A Nan, khiến cho ác chú tiêu diệt, rồi dẫn A Nan và Ma Đăng Già về đến chỗ của Phật. Tức là Đức Phật thọ trai thì Đức Phật thấy A Nan bị dâm nữ bắt rồi. Thì sau khi á, thường thường theo cái nguyên tắc thọ trai của Đức Phật á, ví dụ như Đức Phật thọ trai ở đâu là Đức Phật ngồi ngay đó, Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật không có đi. Nhưng mà kỳ này hơi lạ là sau khi thọ trai rồi là Đức Phật đứng dậy đi về tịnh xá liền, Đức Phật không thuyết pháp. Thì buộc quần thần cũng như là các quan quân cũng như cư sĩ và chư vị tỳ kheo phải đi theo Đức Phật để về coi chuyện gì xảy ra. Đây là chuyện lạ, chứ thường thường là bất kỳ ở chỗ nào thỉnh Đức Phật thọ trai xong á, ăn cơm xong Đức Phật rửa bát là Đức Phật thăng tòa thuyết pháp tại chỗ đó. Nhưng mà hôm nay có chuyện rất là lạ là Đức Phật ăn cơm xong Đức Phật đứng dậy đi về liền. Biết có chuyện rồi thì các vị tỳ kheo cũng không ngăn cản, không ai dám thưa thỉnh giáo pháp tại chỗ đó. Rồi đi theo Đức Phật về tinh xá thì Đức Phật sau khi mà rửa bát xong là Đức Phật ngồi kiết già bắt đầu dẫn thần thông, phải không, phóng quang lên đỉnh môn của mình, hóa ra một cái Đức Phật để nói thần chú, và sai ngài Văn Thù Sư Lợi đem thần chú này để đến cái chỗ của ngài A Nan bị nạn á, đọc thần chú này để hóa giải cái nạn ngài A Nan, dẫn ngài A Nan và Ma Đăng Già về chỗ Đức Phật. Thì chúng ta thấy lạ nha, đọc tới đây chúng ta thấy là Ma Đăng Già cũng bị dẫn về, nhưng mà không biết là làm cái gì sao được Đức Phật dạy dỗ giác ngộ như thế nào, trong suốt bản kinh chúng ta không thấy. Đây là cái duyên khởi để chúng ta thấy nói lên bản kinh
Lăng Nghiêm này. Thì từ đầu A Nan bị nạn và xém mất giới thể của mình, thì lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi đem thần chú của Quá Phật để cứu ngài A Nan đem về trong chúng hội. Đây là cái nhân duyên mà giống như một cái số chỗ khác gọi là có một cái sự thị hiện của ngài A Nan để mới có ra bản kinh Lăng Nghiêm này cho chúng ta học bây giờ. Thì chúng ta thấy rõ ràng á, nói về lý thì ngài A Nan là cái trí mà học hiểu so với tất cả chúng ta. Như trong kinh điển diễn tả là A Nan là một người thông minh đệ nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật. Tất cả lời nói của Đức Phật nói qua ngài A Nan nhớ rõ không còn sót một chữ. Như trong kinh diễn tả là giống như cái chén này bưng rót nước qua chén kia không rớt ra bên ngoài một giọt. Tức là người hết sức là thông minh nhưng mà chưa có công phu. Như công phu phải không? Còn ngài Văn Thù Sư Lợi là cái căn bản trí của chúng ta. Thì vậy là một bên đại diện cho ý thức thông minh lanh lợi, một bên đại diện cho căn bản trí là cái vô sư trí, cái mà không phải do học mà được. Thì khi mà cái thức á, đã bị vướng kẹt á, thì chỉ có cái trí mới có thể cứu thoát ra thôi. Tức là phải có căn bản trí, cái khơi nguồn. Đây là chúng ta thấy cái gặp nhau của bản kinh Lăng Nghiêm và bản kinh Pháp Hoa. À, bản kinh Pháp Hoa thì khi mà Đức Phật phóng hào quang á, vô lượng nghĩa xứ soi khắp mười phương cõi nước ở phương Đông, trên thấu tới trời hảo đảnh, dưới thấu tới địa ngục A Tỳ, phải không? Thấy vân vân tất cả các cõi nước đó có những vị Bồ Tát tu hành thành đạo, những vị thành Phật có quá chúng sanh, vân vân. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong cái lúc mà hào quang Đức Phật phóng qua. Thì vậy là ngài Di Lặc hoàn toàn không hiểu được cái điều gì trong lúc Đức Phật phóng quang. Thì ngài Di Lặc bắt đầu thắc mắc, thì lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi đứng ra trả lời. Thấy chưa? Tức là màu đầu của kinh Pháp Hoa thì ngài Văn Thù Sư Lợi cũng là một bậc thượng thủ để bắt đầu mới khơi mở cái chuyện chính yếu ở trong bản kinh Pháp Hoa. Thì đến kinh Lăng Nghiêm này cũng vậy, khi một người mà tâm thức bị vướng mắc, bị vướng kẹt, thì cái khởi động ban đầu từ cái căn bản trí của mình muốn tìm chân lý là phải khởi động từ đó. Từ đó nó kích động con người mới bắt đầu quay trở về, mới chìa tìm chánh pháp. Thì như vậy là muốn nhận được cái định thủ Lăng Nghiêm thì chúng ta phải khởi nhân từ cái sự kích động của ngài Văn Thù, từ cái căn bản trí này có một cái sự khơi động nào thẩm sâu trong tâm thức chúng ta để chúng ta mới giật mình quay trở lại với chánh pháp. Chứ nếu không là chúng ta đi luôn, phải không? Thường thường là chúng ta bị sai lầm, nhưng mà có một cái gì đó làm chúng ta quay trở lại chánh pháp thì đó là cái gốc gác của chúng ta, cái căn bản trí của chúng ta bắt đầu khơi động để cho chúng ta mới quay về nguồn cội của chánh pháp được. Nói cái ý nó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy là cái chỗ gặp gỡ ban đầu của kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm giống nhau, phải không? Chính ngày Văn Thù Sư Lợi nói cho ngài Di Lặc nghe là khi ngày xưa cách đây hằng hà sa số kiếp á, thì cái lúc đó Đức Phật cũng phóng quang như thế, là chuẩn bị chuyển bánh xe pháp, chuẩn bị nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì lúc đó là ngài Di Lặc cũng có mặt trong pháp hội đó rồi, nhưng mà không nhớ. Thì qua cái lời của ngài Văn Thù Sư Lợi nhắc lại thì ngài Di Lặc nhớ lại kiếp xưa của mình đã một thời tu theo Đức Phật, nhưng mình giải đãi lo cầu danh, phải không? Lo cầu danh cho nên rồi bây giờ chưa thành Phật. Đức Phật tinh tấn tu hành cho nên Đức Phật được thành Phật. Thì vậy là cái nhân duyên mà Đức Phật phóng quang chớp mắt này là chuẩn bị nói kinh Pháp Hoa. Thì ở kinh Lăng Nghiêm này do nhân duyên lầm lạc của ngài A Nan, phải không? Tức là cái người mà cái ý thức lanh lợi thì bị phải vướng mắc trong trần gian rồi. Cho nên chỉ có ngài Văn Thù mới khơi mở để cho con người ta mới có thể quay trở về với nguồn cội. Thì chuẩn bị màu đầu kinh Lăng Nghiêm là muốn nói tới cái chỗ nếu một cái người tu tập mà muốn đạt được giác ngộ giải thoát thì phải được cái căn bản trí khơi động. Căn bản trí khơi động là cái trí mà vô sư của chính chúng ta, nó kích động khiến cho chúng ta phải lìa bỏ tất cả những vướng mắc của trần gian để quay trở về với chánh pháp. Thì hai cái này gặp nhau, phải không? Hai bản kinh này được gặp nhau ngay từ cái khởi đầu. Vì vậy là nếu một người được dẫn dắt bởi căn bản trí thì suốt cái lộ trình người đó không bao giờ bị sai lầm. Thế nên một người nào mà khởi động muốn quay trở về nguồn cội mà được kích hoạt bởi cái căn bản trí này thì người đó sẽ đi đúng với chánh pháp của Đức Phật và đạt được giác ngộ giải thoát, không bị sai lầm trong sanh tử này. À, lúc đó ngài A Nan khóc lóc hối hận thỉnh Phật dạy phương pháp tu hành. Ông A Nan thấy Phật đảnh lễ rồi buồn thảm rơi lệ hối hận, từ vô thủy đến nay một bề học rộng
nên chưa toàn đạo lực. Ông thiết tha thỉnh Phật dạy cho pháp Samatha, Tamma, Thiền Na và phương tiện ban đầu của người mười phương các đức Như Lai chứng được đạo quả giác ngộ. Khi ấy có hằng hà Sa Bồ Tát và đại A La Hán, Bích Chi Phật vân vân từ mười phương đến, thảy đều mong mỏi được nghe. Tất cả lui về chỗ ngồi yên lặng chờ nghe lời Phật chỉ dạy. Tức là khi A Nan được cứu thoát khỏi cái nạn Ma Đăng Già thì mới thấy rõ ràng là từ xưa giờ mình quen học rộng hiểu nhiều mà đạo lực mình chưa tròn cho nên mới bị nạn. Lúc này mới quýnh lên rồi. Lúc này quýnh lên thì cầu Phật là ơn chỉ cho con cái pháp nào mà của chư Phật mười phương mà tu để chứng đắc từ từ. Đó, cái đường nào mà Đức Phật tu để chứng và chư Phật mười phương tu để chứng thì xin Ngài làm ơn chỉ giùm con, chứ bây giờ con thấy con không đủ sức nữa rồi. Cái thông minh, cái trí tuệ mà học hiểu từ xưa tới giờ, bao nhiêu lời Đức Phật nói con thuộc hết nhưng mà đạo lực của con chưa tròn, thì bây giờ mới bị vướng mắc. Thì hành giả bắt đầu hối hận để chuẩn bị thưa thỉnh Đức Phật, cầu Đức Phật dạy cho các pháp thiền để tu tập mà được thoát khỏi cái lầm mê trong sanh tử luân hồi này. Đó là cái nhân duyên ban đầu. Chúng ta thấy đó là nhân duyên ban đầu của một cái hành giả bắt đầu cầu thỉnh Đức Phật. Chúng ta thấy đây là cái điều nó cũng giống giống với cái phẩm thứ hai của Ngài Xá Lợi Phất á. Tức là khi Đức Phật phóng quang rồi, Đức Phật nói một số điều ca tụng là cái chuyện của Phật á là khó hiểu, không chỉ có Phật với Phật mới biết thôi. Đức Phật nói hồi cái ngày Xá Lợi Phất bắt đầu nghi, Xá Lợi Phất bắt đầu nghi với đảnh lễ thưa Đức Thế Tôn là chúng con cũng muốn nghe cái giáo pháp sâu màu này, tại sao Đức Phật lại nói những điều như vậy mà chúng con từ xưa chứng quả A La Hán chưa từng nghe, chưa từng hiểu. Như vậy là Đức Phật nói thôi thôi ta không nói nữa đâu, tại vì nói ra thì trần gian này nó sẽ bị loạn, những người mà căn tránh thấp họ sẽ không bao giờ chịu nổi, vân vân. Đức Phật từ chối ba lần. Thì ngày Xá Lợi Phất thỉnh Đức Phật có ba lần. Tới lúc mà Đức Phật đã chấp nhận nói thì có 500 vị A-la-hán và các vị cư sĩ bỏ đi ra, phải không? Như vậy là chỗ này cái nhân duyên nó cũng giống giống. Tức là sau khi mà A-nan lâm nạn rồi thì A Nan muốn nhận biết được cái công phu tu hành của mười phương ba đời tất cả chư Phật đã tu và chứng đạo quả giác ngộ. Vậy là cái lời cầu thỉnh của ngài A Nan đối với Đức Thế Tôn là muốn nhận biết được cái công phu của không phải của riêng Đức Phật bổn sư của mình nữa, mà cầu thỉnh là cái phương tiện ban đầu của chư Phật mười phương các Đức Phật tu như thế nào, chứng như thế nào, xin Đức Phật chỉ dạy cho con. Cái A Nan quá thông minh nữa. Đức Phật A Nan không làm cầu là thưa bổn sư, thưa ngài, ngài chỉ cái công phu của ngài thôi là đủ rồi, cái gì một mình Đức bổn sư chúng ta là đã đủ rồi. Nhưng mà ngài học, đúng là cái người mà thông minh thì có cái kiểu hỏi nó khác người bình thường. Không phải là cái phương tiện tu tập của một Đức Phật mà mười phương ba đời tất cả chư Phật tu như thế nào để được giải thoát, xin Đức Phật chỉ dạy cho con. Cầu thỉnh khôn không? Chúng ta chưa bao giờ cái lời đầu tiên cầu pháp cái kiểu này, phải không? Mới quá là thưa thầy, thầy trước giờ thầy tu như thế nào, cái kinh nghiệm tu hành ra làm sao mà thầy có cái sở chứng tâm linh, thầy xin thầy chỉ dạy cho con nương theo đó con tu thôi. Giỏi lắm là mình cầu cái đó là cùng. Nhưng mà A Nan đã vốn dĩ là người thông minh rồi, cho nên cầu là cầu phải học các pháp của chư Phật mười phương đó, chứ không phải mình Đức bổn sư của mình nữa. Các ngài tu phương tiện gì và chứng đạo quả như thế nào, trình tự như thế nào, xin Đức Phật từ bi chỉ dạy cho. Thỉnh khôn không? Mà mới bị vướng bẫy mà vẫn còn thông minh. Vẫn còn thông minh tới cái chừng đó. Thì đến đây Đức Phật bắt đầu chỉ dạy. Đầu tiên là Đức Phật hỏi ngài A Nan. Phật bảo ông A Nan, ông với tôi là anh em đồng một dòng họ. Khi mới phát tâm đối với giáo pháp của tôi, ông do thấy tướng thù thắng gì mà bỏ ái ân sâu nặng thế gian để đi xuất gia? Tức là A Nan là em bà con chú bác với Thái tử Tất Đạt Đa. Vua Tịnh Phạn là anh của ba của vua ngài A Nan, người bà con chú bác trong gia em A Nan, trong gia em của Đức Phật. Cho nên Đức Phật ở đây nói là ông cùng với tôi là đồng một dòng họ, là anh em bà con chú bác ruột á. Thì bây giờ là trong lúc mà ông cũng là một cái vị mà đại thần, tức là trong hoàng thân quốc thích,
Vậy là làm một vị hoàng thân quốc thích là giàu có rồi, cũng ăn sung mặc sướng như người ta. Nhưng mà ông vì lý do gì mà ông phát tâm đi tu? Thì lúc này A Nan mới bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, do con thấy 32 tướng tốt của Đức Thế Tôn thù thắng tuyệt vời, hình thể sáng chói như ngọc lưu ly, con thường tự suy nghĩ tướng tốt này không phải do ái dục mà sinh. Tại sao? Vì thứ dâm dục thô trược, giao cấu nhơ bẩn, tinh quyết lẫn lộn, chẳng thể phát sinh thân thể thù thắng trong sạch sáng ngời như khối vàng tía này. Do đó mà con khát ngưỡng cạo tóc theo Phật xuất gia. Tức là đại khái là đi xuất gia là thấy Đức Phật đẹp trai. Nhưng mà Ngài có cái suy nghĩ cũng hay, là Ngài khi thấy 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật á, Ngài suy nghĩ là cái thân mà nó đẹp như vàng rồng như thế là không phải do dục nhiễm mà sanh. Tức là nó có một cái gì á, chứ không phải do dục nhiễm mà sanh. Mặc dù là biết Đức Phật chưa có hiểu hết cái chuyện Đức Phật giác ngộ như thế nào, nhưng ban đầu thấy một người đẹp trai như thế là phát tâm liền. Đó là anh ruột của mình. Nhưng mà Ngài thấy nó có một cái gì lạ lạ, tức là một cái thân tướng của một phàm phu thì bị dục nhiễm thì chắc chắn là không có đẹp đẽ như thế. Nhưng mà ở Đức Phật đây có một cái thân quá tuyệt vời, y như vàng rồng, mà chưa từ xưa giờ A Nan cũng không bao giờ thấy biết một cái người, chưa bao giờ gặp một cái người đẹp như thế. Thì chắc chắn là cái con người đẹp này không phải do dục nhiễm sanh này, nó có một cái gì bên sau đó cho nên phát tâm xuất gia. Đại khái là do cũng mến, ái luyến của Đức Phật, thương mến và thích cái thân xác đẹp Đức Phật mà xuất gia, chứ không phải lý do giác ngộ giải thoát. Chúng ta thấy từ đầu cái khởi nhân đi tu ở chỗ khác nhau, ở chỗ là chỉ thích Đức Phật đẹp đi tu. Cho nên rồi gặp cái chuyện đẹp nó sẽ bị vướng. Chắc là Mai Đăng già cũng đẹp lắm cho nên. Quý vị chính vậy. Chúng ta thấy là cái khởi nhân tu hành á, mỗi một người có một cái khởi nhân ban đầu vào chùa nó khác nhau. Chúng ta thấy không? Nếu chúng ta mà thấy được cái giá trị của đạo lý giác ngộ giải thoát để chúng ta phát tâm đi tu á, thì cả đời chúng ta sống chết vì chuyện đó. Nhưng mà nếu chúng ta vào chùa vì một cái chuyện khác thì nó là cái nhân ban đầu để chúng ta trổ cái quả đó sau này. Tới khi mà cùng con đường đó rồi, bị sốc một cái thì bắt đầu phải trở đường khác, chứ chưa sốc là chưa trở lại. Đây là cái chỗ đó chúng ta phải thấy nha. Cái khởi nhân ban đầu vào Phật Pháp nó hết sức là quan trọng của một người học Phật, là cái dấu hiệu để thấy cái ngã nan này. Từ cái ái Đức Phật mà đi xuất gia, cho nên phải gặp cái nạn ái thì mới bắt đầu tìm con đường giải thoát trở lại, đúng không? Tức là từ khởi nhân ban đầu để vào Phật Pháp là ái cái thân Đức Phật, mà mến thương cái thân Đức Phật để đi xuất gia, chứ không phải vì cái lý tưởng giác ngộ giải thoát. Vì thấy Đức Phật là cái người giác ngộ giải thoát mà đi theo Phật, không có lý do này, nó không có rõ ràng. Cho nên rồi phải bị cái nạn ái. Cái này nói về cái chiều nhân quả của cái khởi nhân ban đầu của một người tu của chúng ta. Thành ra lúc đầu mà chúng ta phát tâm đi đến chùa, mà chúng ta phát tâm chưa có đúng mức á, ví dụ như chúng ta chưa phải là cái người quyết tâm vì cái đạo lý giác ngộ giải thoát mà chúng ta đến chùa, ban đầu vì chúng ta buồn chuyện gia đình hay gì đó, hay là chúng ta mến một cái gì đó chúng ta vào chùa, thì chúng ta phải cố gắng chuyển tâm mình từ giờ phút này đi. Phải chuyển sớm sớm, đừng để đụng La Phong như ngã nan. Đụng chuyện cùng đường rồi lúc đó bắt đầu khóc xin Phật chỉ con đường tu. Thay vì từ đầu á, nếu mà A Nan vì thiết tha tìm đạo lý giác ngộ giải thoát thì ngay từ đầu đã đảnh lễ xin Đức Phật chỉ dạy rồi. Và nếu từ đầu gặp Đức Phật mà đã xin Đức Phật chỉ dạy cái căn bản tu hành để được giác ngộ như chư Phật mười phương á, thì giờ phút này A Nan không bị lâm nạn, đúng không? Chúng ta thấy rõ ràng cái ẩn, cái nhân quả mà ở đây kinh khéo chỉ dạy chúng ta. Cái nhân ban đầu tu học nó hết sức là quan trọng cho tất cả những người tu Phật. Như vậy mà bây giờ nếu chúng ta thấy rằng chúng ta đi đến chùa bằng một cái nhân gì đó chưa được thực sự chuẩn xác, thì ngay đây là chúng ta bắt đầu, phải không? Bắt đầu sám hối xin Phật là xin cho con là làm sao được gặp cái pháp môn tu hành căn bản của chư Phật mười phương tu để được giác ngộ giải thoát, cho con được tu đúng để được giải thoát. Nếu mà từ trước đến giờ chúng ta chưa xây dựng được cái tâm đó, là bây giờ chúng ta phải bắt đầu xây dựng lại, lập cái nền tảng, cái ý hướng tu hành chúng ta cho nó đúng từ cái lúc chúng ta bước vào chùa, thì cái quả sau đó nó mới có cho mình. Còn nếu mà từ cái khởi đầu chúng ta bước vào chùa bằng bất kỳ một cái gì khác cái đạo lý giác ngộ giải thoát á, thì chúng ta sẽ đi theo cái khởi nhân đó cho tới cùng đường. Cùng đường rồi, cũng may mắn là A Nan sống trong thời Đức Phật, không? Cho nên cái khởi nhân sai lầm
đến khi đụng cái quả mà bế tắc trên con đường đó thì sẽ được Đức Phật cứu. Nhưng mà còn chúng ta thì bây giờ không ai cứu nếu chúng ta khởi nhân sai. Nhân sai chúng ta đi theo đó luôn cho tới khi mà cùng đường rồi cái là sụp đổ luôn, hết người cứu. Do vậy mà qua cái mỗi chuyện này chúng ta mới nhìn lại cái khởi nhân tu hết sức là quan trọng đối với tất cả chúng ta. Bất kỳ ai đi vào đạo Phật, cái ý niệm tu hành chúng ta đặt chưa vững, chúng ta chưa rà soát lại kỹ để đi vào công phu đều bị lầm lạc. Tức là chúng ta phải rạn lại trong lúc chúng ta bắt đầu thực hiện bất kỳ công phu nào, chúng ta theo bất kỳ dòng pháp nào, học bất kỳ vị thầy nào hay là một cái kinh điển nào, mà trong đó chúng ta không gắn với cái tâm thiết tha tìm cầu giải thoát của mình thì chúng ta đều sai. Chúng ta hiểu cái dòng pháp đó thông qua tình cảm của mình, hiểu cái dòng pháp đó thông qua cái tâm niệm ban đầu của mình, thì cái khởi nhân ban đầu chúng ta sẽ hiểu cái pháp theo cái kiểu đó, rồi lần lần chúng ta sẽ làm lệch cái dòng pháp đó, cuối cùng chúng ta sẽ đi lệch đường. Cho nên là cái nhân ban đầu đối với tất cả người tu hết sức là quan trọng. Qua cái chuyện A Nan chúng ta phải thấy rõ được cái nhân quả này để chúng ta xây dựng cho mình cái nền tảng tu tập thực sự, chứ nếu không là chúng ta dễ bị lầm đường lạc lối. Chúng ta bước ra cái cổng chùa, nếu về Sài Gòn mà chúng ta quẹo phải là chúng ta đi càng đi càng xa. Do đó tất cả những người tu theo đạo Phật á, khi chúng ta chưa có xác định được vị trí đứng của mình, khi chúng ta chưa xác định được cái dòng pháp nó đi tới đâu, khi chúng ta chưa xác định được cái tận cùng của chân lý là cái gì, thì chúng ta khoan hãy dụng công. Khoan đừng có vội. Chúng ta nên rà soát thật kỹ là cái pháp này chúng ta bắt đầu đi vào dụng công theo cái sự hướng dẫn của người này, thì người này là người tu tập như thế nào, họ cái kiến dạy họ tới đâu, họ thấy biết đúng chân lý chưa. Chúng ta phải rà xét. Nếu người này thực sự đúng chân lý rồi, bây giờ mình quyết định để mình theo, thì bây giờ mình theo như thế nào, vị này hướng dẫn như thế nào, và cái pháp của vị này đưa ra nó có phù hợp với cái trình độ căn cơ của chính mình chưa. Và cái điều tối quan trọng là chính mình có đủ cái tâm lực, có đủ cái quyết tâm, có đủ cái thiết tha để tìm cầu chân lý hay chưa. Nếu chúng ta rà soát lại được ba mặt này cho chuẩn rồi bắt đầu mới thực hiện công phu thì ít lầm. Vì đa số chúng ta học Phật chúng ta chưa có đặt vấn đề này ra làm quan trọng. Mà không đặt vấn đề này làm quan trọng thì cái việc tu chúng ta còn, phải nói là còn bấp bênh. Chúng ta đi, chúng ta không biết đi đâu, không biết về đâu. Thực sự bây giờ cũng có rất là nhiều người Phật tử, thậm chí có những người xuất gia, bây giờ ngồi lại mà hỏi xem tu để làm cái gì, tu để làm cái gì, tu để được cái gì, vì sao mình đi tu. Chúng ta sẽ thấy có những câu trả lời hết sức là xa với chánh pháp. Nó quá là nó là tu gì giác ngộ giải thoát là cùng, không biết giác ngộ cái gì, giải thoát cái gì. Và lý do sao chúng ta đi tu, chúng ta không có minh định rõ ràng. Cho nên là từ buổi đầu buộc tất cả những người tu Phật phải minh định rõ ràng con đường đi của chính mình, phải xác định cái mục đích, cái lập trường của chúng ta khi bước vào cửa đạo một cách hết sức là chính xác. Bây giờ quyết tâm tu tập để đạt được giác ngộ giải thoát thì giống như A Nan cầu thỉnh Đức Phật là làm sao, xin Đức Thế Tôn chỉ cho con cái căn bản tu hành của mười phương ba đời tất cả chư Phật, các vị tu chứng thứ lớp như thế nào, xin cho con được học. Cầu học một cách rất là thông minh. A Nan phải nói là hết sức là thông minh, cho nên mỗi câu cầu học đó là cái giống như là cái gương cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn đi theo con đường giác ngộ giải thoát thì không phải chư Phật một nữa mà là chư Phật mười phương. Tất cả chư Phật là tu chứng như thế nào, cái tình tự tu chứng, thứ lớp tu chứng của các đức Phật, chúng ta cũng phải thứ lớp tu tập theo cho đúng với tất cả những cái đường lối mà chư Phật đã tu, thì quả chăng là chúng ta mới không lầm đường lạc lối. Còn một người mà nếu mà chưa thành Phật và cái mức độ sát chứng của họ chưa đến một cái đỉnh điểm đúng chân lý mà chúng ta theo thì chúng ta vẫn bị lầm đường lạc lối như thường. Do vậy mà một người bắt đầu đi vào đạo Phật, chúng tôi nhắc lại là cố gắng rà soát lại tâm mình. Bây giờ chúng ta theo Phật để làm cái gì? Phật để làm cái gì? Chúng ta phải tự khẳng định coi mình theo Phật để làm cái gì? Phải xác định được cái lập trường của mình đi đến với đạo Phật. Nếu mình chưa có đủ cái quyết tâm tìm cầu chân lý giác ngộ giải thoát thì bây giờ chúng ta phải xây dựng lại. Xây dựng đó làm cái nền tảng ban đầu cho mình cái đó, rồi bắt đầu mới tìm chân lý, không? Tìm chân lý thì giờ chúng ta có cái duyên với dòng pháp nào, có duyên với giáo pháp nào, có duyên với vị thầy nào,
Và cái bước tiếp nữa là chúng ta phải rà soát cái giáo pháp của vị thầy đó. Vị thầy này nói chân lý có tới hay là chưa tới, hiểu đúng chân lý, hiểu đúng chánh pháp hay là chưa, thì điều này nó cũng hơi khó với mình. Tại vì mình chưa có hiểu được chân lý cho nên đâu có sao mình cân được là ông thầy nói cái này tới, cái này chưa tới đâu, phải không? Đây là một điều khó mà đây phải nói là lại Phật cầu, phải nói là cái duyên của chúng ta thôi. Cái khó của cái người học Phật ban đầu á là chúng ta chưa có rạng hết cái tâm của mình khi vào cửa đạo. Tức là khi đi vào đạo Phật rồi á thì chúng ta vẫn còn mang theo cái kiểu tâm phàm phu để học đạo, mà chúng ta chưa bỏ được cái tâm phàm để đi vào đạo, cho nên chúng ta bị lầm đường. Có đôi lúc chúng ta bị lầm đường lạc lối rồi chúng ta đổi thừa là tại ông thầy này dẫn tôi đi sai. Nhưng mà không phải, do cái tâm ban đầu của mình dẫn mình đi, do cái sai từ ban đầu chúng ta không gạn kỹ mình. Bây giờ chúng ta chưa biết cái gì về chánh pháp á, chưa biết cái gì về chân lý á, thì cái việc tìm cầu Phật pháp mình phải loại trừ cái tham tâm của mình ra, loại từ cái kiến chấp sai lầm của mình. Tức là mình phải đi vào đạo Phật bằng cách là chúng ta phải rạn coi bây giờ mình theo cái vị thầy này có phải gì danh không, có phải gì cái gì ngoài cái việc giác ngộ giải thoát không, có phải gì tình cảm không, vân vân. Tất cả những cái đó chúng ta phải rạn cho ra. Nếu bây giờ mình chỉ thuần một việc đến với ông thầy này vì chân lý thì điều đó là điều mà chắc đã định đúng để mình đến với ông thầy đó rồi, thì chúng ta được quyền tiến bước. Còn nếu như bây giờ mình đến với ông thầy này không phải vì chân lý mà vì ổng có danh cho nên mình là quy y ổng, mình có được chút danh ổng nổi tiếng cho nên mình làm đệ tử ổng, mình được nổi tiếng ví dụ vậy, thì coi chừng là chúng ta sẽ bị thất bại trong cái việc đó, trong cái việc tìm cầu Phật pháp của chúng ta. Hoặc là đó, do giống với ngày A Nan, ông thầy đẹp trai chúng ta theo thì chúng ta cũng bị thất bại trong cái việc tu tập luôn. Do đó mà buộc tất cả những cái người đi vào đạo Phật là chúng ta phải coi lại trong mình để đi cho nó đúng. Chúng ta phải gạn lọc tâm chúng ta để thấy rằng mình đi theo đạo Phật vì một lý do duy nhất là tìm cho được cái chân lý của chư Phật mười phương đã tu. Những thứ lớp mà chư Phật mười phương đã tu, đã chứng như thế nào thì chúng ta nguyện là chúng ta sẽ học cho được, chúng ta sẽ tu được để từng bước chúng ta chứng đắc được như chư Phật mười phương đã chứng, để chúng ta không bị sai lầm. Không, giống như ngài A Nan, giống như cái sự cầu thỉnh của ngài A Nan như vậy. Thì vậy là hàng đêm nếu chúng ta từ trước đến giờ mà chúng ta có một cái nhắm hướng sai lầm trong công phu tu tập của mình á, từ trước đến giờ chúng ta đến đạo lý mà chưa có khơi được cái tâm tìm cầu giác ngộ giải thoát thiết tha, thì bây giờ chúng ta bắt đầu khơi lên, bắt đầu xây dựng lại cái nền tảng này, để ngày nào đó một bước chúng ta tới chùa, một ngày nào đó chúng ta tiếp cận với bất kỳ giáo pháp nào, chúng ta đọc quyển kinh gì, nghe băng giảng nào, thì cũng vì cái việc duy nhất là tìm cho ra được cái đạo lý giác ngộ giải thoát. Ngoài cái đó ra là chúng ta không còn việc khác để chúng ta làm, thì như vậy mới đủ cái điều kiện để chúng ta tiến bước xa. Chứ nếu không chúng ta vẫn bị lầm. Chúng ta thấy cái gương của Đức Phật, khi mà Đức Phật đã rời thành Ca Tỳ La Vệ để đi xuất gia rồi á, thì Đức Phật có cái gì? Có ba điều, phải không? Ba điều Đức Phật thắc mắc. Điều thắc mắc thứ nhất là tại sao con người ta phải sanh ra, lớn lên, già đi rồi chết? Có cái gì để thoát khỏi cái sanh già bệnh chết này không? Đó là cái thắc mắc thứ nhất. Cái thắc mắc thứ hai á, là trước khi con người sanh ra đây ta ở đâu? Và cái thắc mắc thứ ba á, là sau khi chúng ta chết chúng ta đi về đâu? Đây là ba cái thắc mắc mà chúng tôi nói là ba cái căn bản thực sự của một người bắt đầu tìm cầu chân lý. Và chính Đức Phật ngày xưa đã khởi cái ý này. Thì đây là cái căn bản thực sự. Nếu chúng ta không có cái thao thức này, bây giờ cái thao thức thứ nhất á, là tại sao con người ta phải sanh ra rồi lớn rồi già rồi chết? Có cái gì để thoát khỏi không? Khiến cho ngài ăn không ngon, ngủ không yên với cái chuyện này, bắt đầu mới đi xuất gia. Và chính nhờ cái thao thức này mà khiến cho ngài không bị lạc vào ngoại đạo. Trong cái thời của Đức Phật là chưa ai có chứng quả, chưa ai có ngộ đạo cả. Đức Phật gặp toàn là những vị ngoại đạo không? Gặp cái một người cao nhất là ông Uất Đầu Lâm Phất, thì ông tu chứng tới quả phi tưởng chư thiên thôi. Rồi cũng đòi chia nửa chúng để giáo hóa, nhưng mà ngài không chịu. Ngài thấy rõ ràng là anh chưa phá được cái ngã chấp của mình, chưa giải quyết được ba câu hỏi trọng yếu này. Theo chúng tôi đó là ba câu hỏi trọng yếu của người tu.
Cho tới một ngày, ngày sau khi đã gặp hết tất cả những vị thầy trong thời đó rồi, ngài vẫn thấy không phải. Tu chứng hết những cái đạo lý của những vị đã dạy nhưng mà vẫn thấy không phải, thì tự động loại trừ ra, tự động thoát ra được. Chúng ta thấy một điều đặc biệt của một cái người mà ngay từ buổi ban đầu mà khởi nhân tìm cầu Phật pháp đúng á, thì có gặp những vị thầy tà tự động không bị dính lại. Còn nếu mà chúng ta khởi nhân tìm cầu Phật pháp sai á, ông thầy trà trên núi chúng ta cũng mò mò tới để chúng ta học đạo nữa. Đó là cái chuyện chúng ta phải thấy. Tâm chúng ta còn tà là tự động chúng ta sẽ kết nối với những cái vị mà tà. Tâm chúng ta chánh là tự động chúng ta kết nối với vị chánh. Đây là cái chuyện khởi nhân học đạo của chúng ta. Chúng ta đừng có bao giờ đổ thừa. Có nhiều khi mình đi lầm đường lạc lối mà đổ thừa là tại ông thầy này cho nên tôi mới vậy, tại ông thầy kia tôi mới vậy, chứ thực sự không có chịu nhận cái lỗi của mình. Ngay từ đầu chúng ta tìm đạo sai, cái khởi nhân tìm đạo chúng ta ban đầu đã sai. Cho nên chúng ta thấy cái gương của Đức Phật, sau khi Đức Phật đặt ba điều trọng yếu đó rồi thì Đức Phật bắt đầu tu tập cho tới một ngày á, Đức Phật chứng cái thứ nhất là cái gì? Thiên nhãn minh, tức là cái sinh tử trí. Thì Đức Phật mới thấy rằng tất cả chúng sanh do sống ở đời này nói cái gì, làm cái gì, ăn cái gì, uống cái gì, sinh hoạt ra làm sao để đời sau thành cái gì. Tức là thấy tất cả những sinh tử của chúng sanh sau khi bỏ thân mạng này được sinh đi đâu, được đọa cõi nào, được sanh cõi thiên, được đọa địa ngục, hay là sanh cõi Atula, sanh cõi súc sanh vân vân. Đức Phật thấy rõ tất cả chúng sanh sanh tử luân hồi trong tam giới này, y như là Đức Phật đứng trên lầu nhìn ở xuống ngã tư mà thấy chúng sanh đi qua đi lại. Tức là chứng được cái ban đầu là thiên nhãn minh. Để trả lời một câu hỏi thứ nhất là sau khi chúng sanh chết sanh đi đâu, Đức Phật thấy rất rõ. Và cái chứng được thiên nhãn minh là thấy xa hằng hà xa số thế giới, và thấy nhỏ những cái vật nhỏ như cái loại côn trùng, phải không? Thì cách đây mấy ngàn năm Đức Phật đã thấy trong bát nước có 84.000 con vi trùng rồi đó. Thì vậy là cái trí sanh tử của Đức Phật đã giải quyết được câu hỏi thứ nhất là sau khi chết đi đâu, trả lời được câu hỏi thứ nhất. Cái thứ hai là Đức Phật chứng tới cái túc mạng minh. Túc mạng minh thì Đức Phật thấy hằng hà sa số kiếp trở về trước, Đức Phật được sanh ở nhà nào, là con trai hay là con gái, rồi mập hay là ốm, đen hay là trắng, lùn hay là cao, tên gì, tuổi gì, sống bao nhiêu năm, làm cái nghề gì và chết năm nào. Tất cả những đời kiếp đó Đức Phật thấy rõ cho tới đời kiếp này. Tức là thấy không sót bất kỳ đời kiếp nào cách đây hằng hà sa số kiếp về trước. Và không phải thấy riêng một mình Ngài mà tất cả chúng sanh Đức Phật muốn thấy, Đức Phật thấy rõ hết, trả lời được hết là cái người mình gặp cách đây 50 năm về trước họ là con ai, ở đâu, trong mấy chục kiếp về trước là Đức Phật thấy rất là rõ. Thì chứng được cái túc mạng minh là trả lời câu hỏi thứ hai là trước khi chúng ta đến đây chúng ta ở đâu, không? Chứng được túc mạng minh là cái thứ hai. Và cuối cùng là Đức Phật chứng được lậu tận minh. Thì Đức Phật đã dứt hết tất cả những mầm móng sanh tử trong tam giới này, không còn có một cái mãi mai ý niệm nào bị rớt trong tam giới này nữa. Đó là đời sau cùng mà Đức Phật trở lại trong tam giới này. Không còn một mãi mai ý niệm nào để quay lại đây để làm một chúng sanh trở lại nữa. Thì đã trở lời dứt khoát được một cái câu hỏi hết sức trọng yếu là con người bị sanh ra lớn lên, già và chết, có cái gì thoát khỏi cái sanh già bệnh chết này hay không? Thì khi Đức Phật đã chứng được lậu tận minh là Đức Phật đã trả lời được điều đó, có cái để thoát khỏi sanh già bệnh chết, có cái để thoát khỏi. Và chính Đức Phật đã thoát khỏi cái cảnh sanh già bệnh chết này, không còn bị sanh đi lộn lại trong tam giới này nữa. Thì vậy là đã trả lời được thỏa mãn ba câu hỏi ban đầu khi bắt đầu khởi đi tu. Chúng ta thấy thì vậy là khi khởi đi tu, người ta khởi đi bằng tâm niệm nào, người ta sẽ đạt được tới cái tâm niệm đó ban đầu của mình. Thành ra cái khởi nhân ban đầu chúng tôi nói lại hết sức quan trọng đối với tất cả những người tu. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu học kinh Lăng Nghiêm. Ví dụ như bây giờ khởi đầu học kinh Lăng Nghiêm là chúng ta học cái gì? Chúng ta muốn nhận được cái định cứu cánh kiên cố, phải không? Tức là chúng ta muốn nhận được cái định không bao giờ được lai chuyển bởi thời gian và không gian. Đó là cái khởi đầu để chúng ta muốn học. Thì bây giờ học hết quyển kinh Lăng Nghiêm, hoặc là chúng ta đang học quyển kinh Lăng Nghiêm vì mục đích đó mà chúng ta học. Cho tới một ngày nào đó chúng ta nhận ra được cái định không bị lai chuyển bởi thời gian và không gian, thì vậy là coi như chúng ta đã học hoàn thành bản kinh này. Đó, làm bất kỳ một việc gì là chúng ta phải có một cái khởi nhân đúng đắn từ buổi đầu. Chúng ta phải có một cái định hướng chuẩn mực cho chính mình từ buổi đầu, nhất là đi vào con đường của đạo Phật. Thì buộc bất kỳ chúng ta mới vào đạo hay là đã vào lâu rồi, chúng ta phải xác định lại cái lập trường, cái mục đích của mình để vào đạo cái đã.
để từ đây về sau chúng ta không bị lầm, không không bị vấp ngã. Khi mà chúng ta khởi nhân á, một điều rất hay là nếu chúng ta giữ được cái khởi điểm đi tu của mình á, thì quý vị thấy một điều lạ là nó giống như Đức Phật ngày xưa. Đức Phật tìm cái điều mà để muốn thấy rằng trước khi chúng ta sanh ra chúng ta ở đâu thôi, mà đi tìm khắp các vị thầy không trả lời được. Thì mấy vị đó có dụ dỗ Đức Phật ở lại để giáo hóa đồ chúng, có làm điều này điều kia, Đức Phật từ chối hết, vì không phải cái chuyện ban đầu ngài đi tìm. Thế thì mình cũng vậy, cái chuyện ban đầu nếu không phải là giáo lý giác ngộ giải thoát, không phải vị thầy có đủ sức để dẫn dắt chúng ta đi đến con đường giác ngộ giải thoát, là tự động chúng ta lìa, chúng ta không cần theo nữa. Nếu vị đó không đủ sức đó, không có khả năng đó, là chúng ta phải tìm một vị khác, tìm đạo lý khác, miễn làm sao chúng ta nắm bắt được cái đạo lý giác ngộ giải thoát của một người đã giác ngộ giải thoát dẫn dắt chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu đi theo. Đó, thì nếu chúng ta cái khởi nhân mà đúng đắn được như vậy á, thì cái bước đường tu tập lâu dài chúng ta khó bị lệch lạc. Còn nếu ngay từ đầu mà chúng ta khởi nhân có một chút nào bị lệch rồi, thì ngay từ giờ phút này chúng ta phải cố gắng chỉnh lại, không? Phải ngồi nghiêm túc với chính mình. Chúng ta dành một thời gian, một tiếng, hai tiếng hoặc một ngày, hai ngày, để mình rạn lại hết cái tâm tư của mình đi học đạo từ trước đến giờ. Từ trước giờ chúng ta vô chùa để làm cái gì? Và chúng ta làm được cái gì rồi trong cái việc nhu cầu ban đầu đến chùa của mình, không? Ví dụ như bây giờ chúng ta đã vô chùa 5 năm rồi. Trong 5 năm này chúng ta thực hiện được cái gì trong cái sự mong muốn của mình từ trước đến giờ? Ví dụ bây giờ chúng ta nói là chúng ta vì tìm cầu chân lý mà chúng ta vào chùa, thì bây giờ thứ nhất á, là bản thân mình có thấy được cái gì thuộc về chân lý chưa? Thứ hai là chúng ta đang theo giáo pháp nào? Vị thầy đó thực sự là cái người có đủ sức để dẫn dắt chúng ta tỏ ngộ chân lý không? Giáo pháp đang nói cho mình nghe những cái lời dạy của mình đó, nó có đại diện được chân lý không? Để mình có đủ sức để đi theo chưa? Chúng ta phải chiêm nghiệm lại một cách rất rõ ràng, để khi chúng ta xác định rõ ràng là bây giờ mình đang theo đúng, chúng ta đang thấy đúng, thì chúng ta bắt đầu tiến bước. Còn nếu không là chúng ta phải biết khéo mà chuyển tâm mình lại, phải không? Phải tự rạn lấy mình và tự kiểm tra cái đường lối mình tu tập từ trước đến giờ, kiểm tra chúng ta đang công phu đó của một cái vị nào hướng dẫn mình, cái công phu đó có đúng với chân lý không, đúng với chánh pháp chưa, và tu tập để cho chúng ta có được tiến bộ hay không. Chúng ta phải rà soát lại thật kỹ rồi hả tiến bước nữa. Còn bây giờ nếu mà chúng ta đang lưng lửng giữa chừng, phải không, chúng ta đang ngã ba đường thì khoan, không? Chúng ta cố gắng là phải bình tĩnh, đừng có dội bước. Tại vì thà là không bước chứ đừng bao giờ bước sai, nó đỡ lạc. Thà là chúng ta đứng ngã ba vậy mà có ngày có người dẫn mình đi, chứ còn mình đã đi lầm đường lạc lối rồi khó có người kéo chúng ta lắm. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên là cái việc học đạo á, phải quan trọng cái khởi điểm ban đầu giùm. Giống như chúng ta vẽ một cái vòng tròn, ban đầu nó thật nhỏ nhưng mà nó hết sức tròn thì càng lớn lên nó càng tròn. Nhưng mà cái vòng tròn ban đầu chúng ta vẽ nó chỉ có một tí xíu méo thôi, cái nồi nó nở càng lớn thì nó càng méo lớn hơn. Đó, thì cái việc học đạo, cái chuẩn mực ban đầu, cái định hướng ban đầu của chúng ta là chúng ta phải cố gắng rà soát lại tâm mình, gạn lọc hết những cái ví dụ như bây giờ chị bạn mình á, quý y ông thầy có tiếng quá, thấy chị cũng được có một chút vinh dự, cái mình kiếm ông thầy có tiếng hơn mình quý y. Kiểu nói như vậy á, thì không phải chúng ta đã nhắm lộn đường rồi, sai hướng. Hoặc là chúng ta thấy tự nhiên cái đi gặp ông thầy thấy thích quý y thôi, chứ không biết là ông thầy đó là cái lý do gì. Thấy thích chúng ta quý y, thấy thích chúng ta nghe pháp à. Thành ra từ đó về sau chúng ta nghe giáo pháp của ông thầy đó kèm theo cái tình cảm, chứ không phải nghe giáo pháp đó để hiểu chân lý. Ngay đó nó khác nhau xa lắm. Nên là cái ban đầu có cái cảm tình, nhưng mà chúng ta phải gạn lại coi cái cảm tình đó là cảm tình gì. Nếu chúng ta bị vướng vào trong cái chuyện tình cảm để mà nghe giáo pháp, thì giáo pháp nó được chan bởi một chút tình cảm. Nó bị mờ đi, chứ nó không có rõ ràng đâu. Cho nên chúng ta phải xét kỹ lại tất cả mọi cái mà mình đang học, phải kiểm tra từ đầu. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào Kinh Lăng Nghiêm căn bản, thì chúng ta phải xét lại căn bản học Phật của mình, để chúng ta chuẩn bị hết tất cả những cái cần thiết bắt đầu đi vào bản Kinh Lăng Nghiêm, để chúng ta mới có thể tiếp nhận được cái sự thật trong bản Kinh Lăng Nghiêm muốn chỉ dạy chúng ta. Còn nếu chúng ta hơi mà lơi lỏng thờ ơ trong cái việc tìm cầu Phật pháp của mình á,
thì một đời này chúng ta không xong việc, mà không xong đời này rồi thì chúng ta cũng chưa biết là đời nào nữa. Chưa biết, lỡ đời này rồi là không biết đời nào nó mới xong. Chắc là hôm nay chúng ta ngưng ở đây. Kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp ha. Có ai có thắc mắc gì trong cái việc tu hành không? Nếu không có thắc mắc thì chúng ta nghỉ ha. Bây giờ quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô trong viên thành.